đang như thế nào đó. Anh thì anh cũng thấy có cái nút record đây nè. Có rồi. Vy ơi, có thể hay là Linh Đan có mình có thể xử lý được không? Không xử lý được thì nói cho để Đức với anh Chí chắc là mình record rồi xong là mình go live với. Tại vì hiện tại thì Đức đang 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 chưa thấy có tín hiệu của bên bên nào hết. À, tín hiệu của bên nào không có chứ tín hiệu của Facebook không lên thì tại vì nhiều bạn chỉ biết ở trên Facebook thôi chứ bạn không biết ở trên Quýt.com á, cho nên là tự nhiên là mình đang làm mà sao là các bạn lại không có tín hiệu, đó là các bạn lại nghĩ là anh em mình làm được mấy số mình nghỉ mất tiêu. Nhưng mà mình nói với mọi người về cái làm cái gì nó phải kiên nhẫn mà mọi người lại thấy mình là anh em làm bốn số lại thấy số thứ năm lại biến mất. Ngồi tiện lắm. Của mình nó vẫn đang connecting video source. À, đợi chấm đợi một xíu nha, tại vì bình thường lúc nào cũng sẽ có cái kênh hết á, kênh thì chăm kiếm giùm Đức đó là kênh của một là TV show cũng có nè. Hai là mình kiếm kênh tài chính tỉnh thức nè, hoặc là kiếm của Tràng Ngốc Già thì đều có phát trên đó, mà hiện tại ngay bây giờ thì đang có lỗi một xíu nên là chưa có tín hiệu được phát, nên mọi người thông cảm đợi một xíu xíu nhé. Ở đây nhà mình các bạn đang ở trong phòng Bitcom này, mình đến từ đâu vậy nhỉ? Mình có thể chat lên trong khung chat thì Đức biết mình giao lưu với nhau được xíu được không? Xin chào Đức nhé. Ok, ở Việt Trâm là bên OEH. Học trò của anh sinh viên của anh Chí đây rồi. Sinh viên trong trường thôi chứ có gặp. Ok, Cũng ước gì hồi đó mà những cái năm 1, năm 2 mà mình được tiếp xúc, mình được học những cái thứ này. đúng Mà rồi. những năm đầu ra trường là mình có bao nhiêu tiền đó là mình gọi là giống như trả thù đời vậy, tức là hồi đó mình thiếu thốn bao nhiêu thì khi mình đi làm có tiền bao nhiêu là mình cứ thế là mình đi mua sắm. Không được rồi, thôi không sao. Ok, vậy là Trâm là của OEH Hồ Chí Minh. Còn các bạn khác thì sao nhỉ? Các bạn khác mình đến từ đâu? Bên bên Facebook các bạn đang nhảy dựng dựng lên hỏi là thầy mình nghỉ chơi rồi hay sao vậy? Ồ rồi ơi. Kiểu mình cũng bắt đầu mình làm cho mọi người có cái thói quen rồi á, mọi người cũng sắp xếp cái giờ này. Bây giờ thấy 9 giờ 6 phút rồi mình chưa thấy cho nên là mọi người hỏi. Hôm Mình nay cũng không Trí với Đức đi ăn đám cưới. Ăn đám cưới anh có giờ dây thun phải không? Vẫn chưa được nha. Ok, ai các bạn cũng đang vào đây, mười mấy bạn ở đây, có team Cathy à, Cathy là Ở đây trong room thì nhiều lúc thì tại vì mình chỉ nhìn được thấy tên thôi nên là nhiều lúc xưng hô thì chắc là cho phép Đức là xưng hô bằng tên.
Nên là mình không biết là ai lớn hơn ai nhỏ hơn, cho nên là có gì mọi người cũng rất là thông cảm. Tình hình sao rồi Vi ơi? Chắc là hôm nay không có sự trợ giúp hả Vi? Nên ta tự tự xử hả? Dạ vẫn đang cố. Không không Em có bạn đã nào. đáp em có Không có đã bạn. đáp rồi anh. Ý là không có bạn Dạ nào hỗ có. trợ. Dạ bên team của em đang restore lại cái nóc live phải không? Nhưng mà anh đang có mấy bạn đang đợi trên Facebook á, cho nên là cố gắng coi được không. Anh Trí cho em hỏi là cái server URL là y chang cái này đúng không? Chỉ là cái key nó đổi thôi đúng không anh ha? Đúng rồi, đúng rồi. Anh Đức với anh Trí cho em xíu nha. Bên bên team dev đang hỗ trợ em á. Ok. Chị có đang có là nhờ mọi người ở trong phòng này thông cảm một xíu. Xin chào team. Team này chắc là nghe nghe nói tiếng Việt được nhưng mà không có viết tiếng Việt được. Giống anh, nói đùa chút xíu thôi, giống như tụi nhỏ bên này là mấy đứa nhỏ nhà mình cũng vậy, nghe nói thì ok nhưng mà học viết thì khó quá. Thật ra hồi đó lúc mà em học văn bằng 2 tiếng Anh đó, thì nó có yêu cầu là mình học về giảng luận ngôn ngữ tiếng Việt đó anh. Thì khi mà mình đi học học lại giảng luận ngôn ngữ tiếng Việt, mình mới thấy tiếng Việt mình nó khó một cách kinh khủng luôn á. Em nói là để mà lấy được cái bằng A tiếng Việt mình thì nó gọi là lên trời. Mình tại vì mình sinh ra người Việt, mình nói tiếng Việt xong mình xài mình quen á, chứ còn lúc mà đi học mà để học giảng luận ngôn ngữ lại giống như học giảng luận ngôn ngữ Anh đó, khó kinh khủng là khó. Mình đợi 3 phút nữa Đức ha, nếu mà không cái thì mình cứ cứ làm trên này thôi, sau này mình ốp lại cho các bạn cũng được. Dạ, khoảng 9 giờ 15 đi anh ha. Thế 9 giờ đúng 9 giờ 15 là không có thì anh em mình Wow, team gõ được tiếng Việt luôn kìa, siêu quá. Hy vọng là các bạn có thể xử lý được. Nói về là nợ chút xíu, đợt này bên này lãi suất nó tăng quá trời, mấy bà con cũng than. Nhưng mà đó em thấy anh có chia sẻ cái bài gì đó là cái top những người giàu thì tài sản tăng lên một cách rất mạnh. Như vậy là chúng ta biết bản chất đó là tài sản nó chuyển giao, nó không tự sinh ra, nó cũng chẳng tự mất đi, nó chuyển giao từ người này qua người khác thôi, cho nên là cái lãi suất cao kiểu này thì cũng là một cách chuyển giao tài sản. Cũng một phần là chuyển giao, một cái đấy là cũng một phần thôi. Thật ra thì nó không phải là cái chuyện mà mất đi của người này hay người kia, có cái đó nó cũng có, nhưng mà cái phần lớn đó là cái miếng bánh của cái nền kinh tế càng ngày nó càng to ra, rồi những cái người đó thì người ta nhanh nhạy hơn, Lợi thế hơn. có lợi thế hơn, và họ giành được cái miếng bánh nó to hơn. Có nghĩa là cái miếng bánh chia là 10 phần mà mấy người đó lấy hết 9 phần bà nó mất rồi, còn có một phần còn lại chia cho bá tánh. Rồi trong bá tánh đó ai mà nhanh nhạy mà có kiến thức mà nhanh nhẹn hơn rồi biết nắm bắt cơ hội hơn thì lại được lấy ít đấy.
Như vậy là việc của anh em mình là làm sao phải nhoi lên cái phần 99 đó đúng không? Để dành cho 99 đó. Thôi, không không cần. Phần một mình quá. Ừ, đấy. Nhưng mà thật ra thì mình trong cái phần nhỏ còn lại thôi, nhưng mà mình comfortable là được. Chứ các cái cơ hội như mình post thử đó. Các bạn đang feedback hiện tại là cái tức là cái đường truyền với lại cái hình ảnh này nó bị lag với nhau. Thế thì không biết là bên Bitcoin nhà mình thấy có bị lỗi vấn đề chung gì không, xử lý cái này giúp Đức được không? Còn hiện tại tín hiệu của Đức với lại của anh Chí đang nghe nhau thì thấy bình thường. Anh thấy rất là tốt. À, như Đức cái background của mình hình như là nó vẫn chưa được cập nhật đúng không? Nó vẫn còn cái cũ đúng không? Nhìn trên cái background. Background đó do anh chỉnh anh chị. Ủa vậy hả? Bên ngoài nó có cái background. À cái này chắc phải yêu cầu nhờ mấy bạn bên Bitcoin, mấy bạn hợp vừa các bạn làm background á. Dạ. Còn cái của anh em mình ở trên nền kia thì mình sửa rồi, mà chắc là cái lúc mà làm cái này các bạn chưa làm. Vi báo cũng là mượt, mà ở đây thấy là tín hiệu hiện tại đây. Ở đây có Đức, có Rosie, có Tim đều báo rằng là hiện tại là đang có vấn đề là mất tín hiệu. Và có được bên ban tổ chức đó, không biết là rất là phiền, xin nhờ nhà mình đó là thông cảm một cái là nhà mình chịu khó out ra một cái xong mình vào lại cho theo hướng dẫn ban tổ chức giúp Đức với nhé. Hiện tại đang có cái vấn đề tín hiệu một xíu đó. Cảm ơn cả nhà mình. Chắc anh chỉ cho một phút nữa để các bạn out ra, các bạn vào lại để cho nó ổn định tín hiệu anh nha. Tại vì hiện tại cái tín hiệu của các bạn ở trong room của mình luôn cũng đang có vấn đề. Vậy là với tình hình này là không xử lý được cái dấu like này hả bên các bạn bên ban tổ chức Bitcoin ơi. Các bạn hiện tại đang trong phòng của Bitcoin á, các bạn đang thấy tín hiệu có tốt không thì mà có thể báo lại giúp Đức được không? Vẫn giật kẹp. Rồi Huy Tàn bảo là ổn hơn rồi. Không biết bên ban tổ chức có thể báo lại giúp Đức tình trạng là hiện tại cái like nó như thế nào để Đức cần báo lên trên Facebook và YouTube cho các bạn được không? Ủa Đức, bây giờ là các bạn có thể coi trực tiếp ở trên điện thoại được không? Ví dụ như cái không cài app á, cái Quickcom này nè. Nói chung là có cái nào là sẽ vui cái đấy. Anh chỉ kiểm tra bên đường truyền của bên Facebook của anh giúp em nhé. Rồi, được rồi, ok. Ok, tuyệt vời. Được cái nào là vui cái đấy rồi. Ok, rồi, cảm ơn Minh Nguyễn báo là đã nghe rõ tiếng và hình rồi. Ok, tuyệt vời. Rosie ổn rồi. Huy Toàn báo cũng ổn rồi. Ok, cảm ơn Huy Toàn, cảm ơn Rosi, cảm ơn My. Anh lâu lâu trục chặt tín hiệu mình mới thấy là tình yêu thương của khán giả dành cho mình chứ anh chị. Ừ. Thì nó cũng có cái tuyệt vời của nó mà. Ừ.
Đức báo là bật cả hai bên luôn, cả hai bên nó trở qua trở lại thì sao ta? Ok rồi, Facebook của Đức nó lên tín hiệu rồi đây. Cho Đức một phút. Mừng quá, mừng quá. Ok, hello Tú. Ôi giời, cái đứt nào bật cả hai bên luôn. cái này là thuật ngữ chuyên ngành gọi là cày view phải không? Ôi giời ơi, đấy thuật ngữ chuyên ngành đấy gọi là cày view đấy. Ok, thì chắc là anh em mình bắt đầu đến chỉ ha. Đức xin lỗi cả nhà, là nãy giờ chúng ta có một xíu trục trặc trong tín hiệu, cho nên là Đức không có link để mà đẩy lên trên YouTube và Facebook. Thì hiện tại thì trên Facebook của Đức và của anh Chí đã go live rồi. Ở trên YouTube thì chắc là đợi một xíu nữa bên ban tổ chức sẽ hỗ trợ luôn. Rất là cảm ơn mọi người, cảm ơn tình cảm mọi người dành cho hai anh em. Như các bạn biết thì hôm nay là tập thứ 5 ha, episode 5, có nghĩa là cái tuần cũng là tuần thứ 5 mình và Đức thực hiện cái show gọi là TD Show, Treasury Discovery ha, mà các bạn muốn gọi là Trí Đức cũng được, cũng ok luôn. Đấy, khám phá kho báu ha, đi tìm kho báu chứ. Đấy thì chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với Đức trao đổi về cái câu chuyện là nợ trong cái tài chính cá nhân ha. Những cái bạn nào mà học tài chính doanh nghiệp thì đều biết rồi đúng không, nợ là một cái công cụ khá là quan trọng trong cái cấu trúc vốn của một cái doanh nghiệp đấy, cho nên mình hay nghe đến cái câu chuyện là tấm chắn thuế đúng không đó. Nhưng mà cái đấy thật ra thì mình có những cái mà bên doanh nghiệp người ta áp dụng nhưng mà có làm, nhưng mà bên cá nhân của mình thì mình không làm được. Nhưng mà ngược lại là có những cái đặc thù, đặc điểm của nợ đó thì nó cũng áp dụng được trong cái tài chính cá nhân và gia đình của mình. Đấy, thì câu chuyện rằng là nợ nó cũng sẽ có là nợ nợ xấu, nợ tốt đúng không? Nợ xấu nợ tốt đây có không phải là theo cái tiêu chí của ngân hàng người ta xếp mình đâu. Nhưng mà đứng từ phía mình thôi, có nghĩa là có những cái nợ thì nó có những cái mang lại những cái ảnh hưởng tích cực đến cái tình hình tài chính của mình, và có những cái nợ thì nó mang cái ảnh hưởng xấu đúng không. Thì như vậy là mình sẽ tìm hiểu rằng là có những cái loại nợ tốt xấu nào đúng không, và như vậy thì lúc đó là mình sẽ cần đến nợ đúng không. Và có những cái là mình nợ là chủ động, nhưng mà có những cái là vô cái tình huống là không muốn nhưng mà cũng bị gọi là bị phải phải bị mắc nợ đó. Đấy, và như vậy là mà không may mà bị mắc nợ, gọi là mắc nợ bị động, thì trong trường hợp đó thì mình sẽ có cái kế hoạch để thoát ra được cái tình trạng nợ nần đó nó như thế nào đúng không, làm vòng xoáy. Thì đấy là những cái thông điệp chính mà ngày hôm nay mình với Đức muốn chia sẻ cùng đến với các bạn đấy đúng không Đức nha. Mình thống nhất đấy là những cái key message đúng không, những cái thông điệp chính đấy. Thì bây giờ lý giải là vì sao mà mình rơi vào cái chuyện nợ nần, thì hồi nãy mình cũng có gọi là mớm thử rồi đó đúng không, có mớm sơ sơ, có nghĩa là mình nợ thì chủ động đúng không, là mình chủ động đi vay. Cái thứ hai là mình có một cái gọi là cái bị động
để mà mình khi mà mình vay một cái khoản tiền nào đó thì đấy là chúng ta rơi vào cái gọi là cái tình cảnh gọi là nợ. Thì Đức thấy là có những cái trường hợp nào thì mình vay, mình phải vay à? À, mọi người thông cảm một xíu, đang có vấn đề kết nối à, vừa rồi nó có vấn đề kết nối với internet một xíu. Em thấy thì trong cá nhân á, cái nợ cá nhân mà để gọi là cái vay mà chúng ta chủ động vay mà nó tạo ra hiệu quả, cái đó thì nó có nhưng mà nó tương đối rất là ít. Nó có tương đối là ít, tức là những cái mà ví dụ như khi mà chúng ta coi cái nợ đó nó là một dạng đòn bẩy anh chị. Trong tài chính cá nhân của chúng ta thì nó có một cái khái niệm mà khi mà chúng ta sử dụng các sản phẩm tài chính thì chúng ta thấy đòn bẩy đó nó có hình thành ở dưới nhiều dạng. Ví dụ ở chứng khoán chúng ta thấy nó có dạng dưới là dạng là gọi là margin. Margin là chứng khoán, tức là chúng ta dùng một sức mua mà công ty chứng khoán họ cấp thêm chúng ta. Ví dụ sức mua chúng ta là chúng ta có 50 triệu nhưng chúng ta có thể mua sức mua là 100 triệu. Vậy thì nó làm gì? Mục đích cái margin đó, hoặc là cái khác là chúng ta sử dụng bên thị trường forex hoặc thị trường vàng thì chúng ta thấy cái nợ nó nằm ở dạng là leverage. Leverage tức là một cái đòn bẩy. Tức là ví dụ như chúng ta có 100 đồng, 1 đồng nhưng mà chúng ta có thể mua cái tài sản là 100 đồng. Đó là chúng ta sử dụng đòn bẩy. Hoặc là ví dụ như trong bất động sản thì chúng ta sử dụng tức là nợ của ngân hàng, nợ của bên thứ ba để chúng ta có thể mua được cái tài sản lớn hơn của chúng ta. Nhưng mà cái gọi là các loại đòn bẩy tài chính này á, thì nó lại là con dao hai lưỡi, bởi vì nó làm tăng lên cái lợi nhuận của chúng ta, tuy nhiên nó là cũng làm khuếch đại những khoản lỗ của chúng ta rất là nhiều. Mà thông thường thì khi mà chúng ta sử dụng các loại đòn bẩy này thì cái người mà thực sự để mà gọi là chúng ta rất là am hiểu về đòn bẩy để chúng ta sử dụng nó cũng không có nhiều lắm, mà cái gọi là đức để ý thì cái hệ quả mà chúng ta bị mang lại nó nhiều hơn. Đó, còn đó là cái trường hợp là chúng ta chủ động chúng ta sử dụng nợ để mà chúng ta coi nó là một cái đòn bẩy để mà tăng cái hiệu quả của trong đầu tư. Nhưng mà phần lớn cái khác đó là chúng ta bị rớt vào nợ nó là có do hai lý do. Đầu tiên đó là do chúng ta những cái lý do của bên ngoài, ví dụ là những cái lý do mà nó chúng ta gọi là những cái trường hợp mà bất khả kháng là nó hay xảy ra trong cuộc sống của mình. Em ví dụ như là được một phát là bị mình ly dị, tai nạn, hay là có những cái sự cố gì đó nó xảy ra, ví dụ như là mất công việc, bệnh tật gì đó, và nó phát sinh ra một cái chi tiêu rất là lớn, một nghĩa vụ rất là lớn. Đó là trường hợp bên ngoài, nhưng mà phần lớn nó lại là đến từ cái trường hợp bên trong. Ví dụ tức là cái chúng ta sử dụng mà chi tiêu nó quá đà, chúng ta mất kiểm soát, chúng ta không có, tức là cái thu nhập của chúng ta thì nó nhỏ hơn là cái chi tiêu của chúng ta, và chúng ta chi tiêu bởi vì những yếu tố là ví dụ như là mình mua cái này cái kia để mà mình thể hiện với người khác đó, thì cái đó là cái yếu tố mà nó tương đối lớn. Thì thật ra có một cái miss mà lúc nãy em thấy anh chị có nhắc tới, đó là cái nợ tốt và nợ xấu. Thì chắc là anh em mình thử phân tích cái chuyện nợ tốt nợ xấu này, bởi vì em nghe rất nhiều người nói, nhưng mà với quan điểm của cá nhân thôi nha anh chị nha, quan điểm cá nhân của em mà khi em làm trên thị trường á, thì ngoài cái yếu tố mà em nói thì đối với em á, mà đối với cá nhân á, thì nợ chỉ có nợ gọi là nợ xấu, tức là nợ xấu và nợ ít xấu hơn. Tức là có những loại nợ ít xấu hơn và những loại nợ xấu. Còn lại thì nợ tốt á, thì nó đến từ một cái câu chuyện như vậy nè. Cái khái niệm mà nợ tốt nợ xấu đầu tiên chắc chúng ta phải nhắc tới là Robert Kiyosaki. Cái người đó là một trong những người mà để ra cái khái niệm mà nợ xấu nợ tốt rất nhiều và ở Việt Nam chúng ta được nhắc tới cái khái niệm đó. Nên là mọi người hay nhắc tới cái khái niệm là nợ tốt nợ xấu. Tuy nhiên mọi người để ý á, ở nước ngoài, bởi Robert Kiyosaki là ở Mỹ cái cơ chế và luật pháp của họ rất khác ở Việt Nam mình. Vậy thì chúng ta thấy để đầu tiên chúng ta xem là đầu tiên là cái nợ của Robert Kiyosaki cũng giống như rất là người nợ, nó nằm ở đâu? Nó có hai loại nợ. Họ là cá nhân nhưng mà họ thành lập doanh nghiệp, và cái nợ đó là cái nợ nằm trên doanh nghiệp và nó chịu trách nhiệm hữu hạn ở trên cái doanh nghiệp đó mà thôi. Đó là họ sử dụng các loại đòn bẩy. Ví dụ Robert Kiyosaki ảnh có khoảng chừng cả 100,000 cái căn hộ, những khách sạn. Thì những căn hộ khách sạn đó được sử dụng đòn bẩy, tức là ảnh sử dụng bằng chênh lệch của cái lãi vay, cũng giống như là cái dòng tiền từ cái tài sản sinh ra nó đủ dương là ảnh làm. Nhưng mà cái đó đầu tiên chúng ta thấy là nó nằm ở dưới dạng doanh nghiệp. Cái thứ hai là được bảo hộ bởi rất nhiều là luật pháp của Mỹ, ví dụ luật pháp phá sản. Khi có vấn đề gì đó phá sản chúng ta chỉ chịu nhiệm trên đó thôi. Vậy thì nhưng mà các tỷ phú họ có một khoản nợ khác, chỉ khoản nợ duy nhất nằm trên cá nhân này thôi, còn lại nó không giống người Việt Nam mình. Gần như các loại tỷ phú nước ngoài họ đều có khoản nợ. Khoản nợ này là khoản nợ gì? Ví dụ chúng ta thấy là cỡ như là anh Elon Musk hay là Robert Kiyosaki hay là nhiều anh tỷ phú khác, họ không hề phải đóng thuế thu nhập cá nhân anh chị.
kiểu như Jeff Bezos các kiểu đó, những người đó không hề phải đóng thu nhập thuế thu nhập cá nhân. Họ là những người giàu nhất thế giới nhưng mà họ không phải đóng thu nhập cá nhân. Bởi lý do thì sao? Thì giống như cái lúc nãy anh Chí có chia sẻ, đó là cái người ta dùng gọi là lá chắn thuế. Tức là ở nước ngoài thì nó có một cái khái niệm như vậy, những người đó họ không có thu nhập. Nếu mà khi nào anh có một cái thu nhập thực sự, là thu nhập thực sự á, thì anh mới phải đóng thuế. Vậy thì những người đó thu nhập họ có tiền từ đâu ra? Em ví dụ như là Jeff Bezos hay là Elon Musk hay Robert Jasky, thì cái thu nhập của họ đến từ là gì? Họ không có nhận lương từ công ty, hoặc họ nhận lương chỉ một đô thôi. Cái số mà họ nhận thực sự đó là họ nhận cái cổ phiếu hoặc là quyền mua cổ phiếu, người ta gọi là stock hoặc stock option. Và sau đó họ dùng cái cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phiếu đó, họ làm một cái tài sản thế chấp ở ngân hàng, và ngân hàng cấp cho họ cái hạn mức tín dụng. Như vậy thì cái tiền mà họ sử dụng thực sự từ ngân hàng thì nó lại là một khoản dưới một khoản vay. Vậy thì khoản vay đó nó lại làm ở lá chắn thuế cho họ. Cho nên là họ đâu có thu nhập đâu, nên hàng năm làm gì họ phải đóng thuế. Cho nên là hàng năm thì ngược lại họ có được hoàn thuế nữa cơ. Thì cái đó là cái nợ duy nhất của những người đó họ sử dụng. Còn lại những cái khoản nợ khác mà để đầu tư hay gì đó là nợ đó nó đứng dưới dạng doanh nghiệp của họ, chứ nó không giống như Việt Nam. Còn Việt Nam chúng ta thì lại không có được cái yếu tố như vậy về luật. Ok, nhưng mà các cái thủ thuật về về thuế và kế toán này kia thì chắc là nó sẽ có những cái phức tạp hơn đó Đức. Mình nghĩ rằng là hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là đấy, ở cái góc độ là nhìn là ở góc độ về tài chính cá nhân là mình có những cái thật ra thì mình thấy rằng ra cái chuyện mà nợ đó nó vẫn có một góc khía cạnh tốt ở cái chỗ là cái nợ đó đó mình vay để mà mình tiêu chi tiêu, có nghĩa là càng ngày nó mất đi cái phần cái giá trị của cái tài sản đó, tại vì cái đó là mình tiêu mà. Ví dụ như mình chứ nó không phải là một cái khoản vay để mà đầu tư hoặc là ít ra là tạo lập một cái tài sản. Đấy, mình nói ví dụ như là mình đi vay nhưng mà sau đó là mình kinh doanh, đúng không? Cũng là mua một chiếc xe nhưng mà chiếc xe đó mình dùng để mình làm kinh doanh thì nó sẽ khác, nó tạo ra dòng tiền. Thì cái đấy nó sẽ tạo ra được cái thu nhập mình gọi là đầu tư. Nhưng mà ngược lại mình mua chiếc xe chỉ để là vì cái sự hãnh tiến, đúng không? Tết về quê có chiếc xe cho hàng xóm lé mắt chơi rồi, ví dụ vậy. Nhưng mà sau đó là cứ mỗi năm chiếc xe hơi nó sẽ mất đi 15-20%, rồi tiền nuôi chiếc xe các thứ này kia, và chiếc xe nó giảm giá trị qua các năm. Thì cái đấy chính là một cái khoản mà mình gọi là vay. Nếu mà có tiền mua thì không nói nha, còn đây đi vay ngân hàng để mà mua nữa thì cái đấy là một cái khoản nợ nó mình, đối với mình đó là nợ xấu. Nhưng mà ở cái khía cạnh tốt, ở cái góc độ là bên cạnh đầu tư, nó còn có một cái nó gọi là tích lũy tài sản. Và đặc biệt là rõ nhất đó chính là qua cái hình thành một cái tài sản mà phổ biến nhất là mọi người hay thấy là nhà thôi. Đương nhiên nó có những cái hình thức đầu tư khác, ví dụ những cái business này kia. Nhưng mà ví dụ mình lấy cái phổ biến nhất ai cũng biết đó là nhà. Các bạn mà mới đi ra trường đi làm thì làm sao mà các bạn có nhiều tiền để mà các bạn gọi là giống như là có cái phần đối ứng của mình, đúng không? Ví dụ như là mình nói ví dụ đi mua cái nhà 3 tỷ đi thì ít ra thì mình cũng phải có ít nhất là ví dụ như là 20% hay 30% của cái số tiền đó. Chứ các bạn đâu có thể nào mà bỏ hẳn luôn là 2-3 tỷ ra đâu, đúng không? Nhưng mà chính vì vậy đó, mình vay và mình trả định kỳ, nhưng mà thật ra nó tạo cho mình một cái áp lực. Nó tạo ra cho mình một cái áp lực, có nghĩa là mình đi làm và sau đó là mình trả cho ngân hàng, mình cố gắng, mình phấn đấu dần dần. Thì sau ví dụ như là 15 năm, 20 năm, có bạn nào nhanh hơn thì 10 năm, thì lúc đó là các bạn lại có cái tài sản của mình. Và như vậy rằng là mặc dù mình biết rằng là mình vay, mình trả lãi cho ông ngân hàng đó, nhưng mà cái giá đó là nó trả bù lại cho cái chuyện là lúc đầu mình không có số vốn lớn, đúng không? Và như vậy là mình phải tích lũy từ từ, và cuối cùng thì mình có được cái đó. Thì đó với mình là cái đó nó tạo ra được một cái gọi là cái nợ, mà gọi là cái nợ tốt. Khi mà mình tạo ra được cái tài sản sau này, chứ không phải là cái tài sản đó mình dùng cái tiền mình đi vay rồi sau đó thì nó bị mất giá theo thời gian đó. Thì cái đấy là cái mà mình nghĩ là cái yếu tố tích cực, một cái góc tích cực trong cái chuyện mà đi vay. Em thấy thì nó cũng tích cực, tuy nhiên là với cái gọi là cái đặc thù hiện tại ở Việt Nam thì cái đó nó cũng gây ra rủi ro tương đối nhiều, bởi vì lãi suất cao, đúng không? Dạ đúng rồi, bởi vì cái sự mà gọi là biến động trong lãi suất mình nó rất là kinh. Ví dụ như là em đã từng có một cặp vợ chồng trẻ khi đến với em để hỏi xin ý kiến là bây giờ là hai vợ chồng sau khi cưới thì có một khoản tiền để dành là khoảng 2 tỷ. Hai vợ chồng quyết định là
là muốn mua một căn hộ khoảng 4 tỷ. Ừ. Thì đợt đó em khi mà phân tích xong thì em chia sẻ với họ là cái mọi người, tức là nói về cảm xúc mọi người có thể cân nhắc mua, tuy nhiên ở đây nó có rất nhiều rủi ro cho mọi người. Và nếu mà gọi là nếu ta xin lời khuyên của Đức thì Đức sẽ nói xin lời khuyên là không nên mua ở đây. Và mọi người nếu mua thì mua căn khoảng 2 tỷ, 2 tỷ mấy thôi. Nhưng sau đó thì hai vợ chồng quyết định mua. Và với cái đợt Covid vừa rồi thì anh biết là, em ví dụ khi anh vay 2 tỷ thì ở Việt Nam chúng ta ví dụ khi chúng ta đi vay bất động sản chúng ta thấy cái lãi suất là 10%. Nhưng mà thực sự lãi suất chúng ta không phải 10% khi chúng ta tính ra thực sự. Bởi vì lý do tại sao? Lý do là ở Việt Nam chúng ta khi vay bất động sản, tức là vay thế chấp hoặc vay tín chấp, hàng tháng chúng ta đều phải trả cộng gốc cộng lãi. Bởi vì yếu tố gốc cộng lãi trả hàng tháng nên khi chúng ta quy thực sự ra cái lãi suất nó cao hơn cái lãi suất mà ngân hàng công bố rất nhiều. Vậy thì ví dụ với số tiền 2 tỷ đó như vậy thì anh Chí trả gốc cộng lãi nằm đâu đó khoảng 20 mấy triệu một tháng. Mà được rồi thì lãi suất nó tăng vùng vụt, tăng từ khoảng chừng 7-8% lên tới 17-18% thậm chí 21%. Vậy thì làm cho cái khoản mà thu nhập chúng ta nó không tăng được mạnh đến như vậy, mà thậm chí là cái đợt vừa rồi là thu nhập còn giảm sút nữa. Nên là chịu không được. Mà chịu không được thì khi một thời gian mà trả không nổi thì ngân hàng họ phát mãi tài sản. Vậy thì khi 2 tỷ ban vô mà ngân hàng họ phát mãi, mà anh biết rồi, ngân hàng họ bán bằng mọi giá. Khi phát mãi xong, hai vợ chồng cầm về còn khoảng chừng gần 300-400 triệu, tức là với số tiền 2 tỷ của mình. Cho nên là nó có rất rất nhiều cái rủi ro. Mà cái rủi ro lớn nhất đó là bởi vì lúc nãy Đức dùng cái từ đó, là khi chúng ta chưa thực sự là quá master về tiền, khi mà chúng ta chưa thực sự hiểu về bản chất của tiền để mà chúng ta sử dụng những cái công cụ đó. Còn khi mà mọi người thực sự hiểu rồi, mọi người hiểu hết tất cả hệ quả của nó và mọi người kiểm soát được nó thì ok, chuyện đó tốt. Nhưng mà phần lớn chúng ta không làm được cái vấn đề đó, mà nó sẽ bị đi ngược lại một cái anh chị. Đó là chúng ta đi ngược lại trong cái triết lý mà gieo và gặt. Bởi vì thông thường đó là chúng ta phải gieo ở đây, nhưng mà khi mà chúng ta đi vay một cái nợ đó là chúng ta đang gặt trước một cái gì đó ở tương lai của mình. Mà ví dụ ngay cả căn nhà hoặc căn hộ, nếu mà chúng ta định nghĩa ra nó vẫn là tiêu sản. Bởi vì sao? Chúng ta nghĩ nó là tài sản nhưng thực ra nó là tiêu sản, bởi vì đi theo thời gian nó là mất tiền ra khỏi túi của mình chứ nó không bỏ thêm tiền. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ mua một căn hộ lúc bây giờ 2 tỷ nhưng mà bây giờ lên 4 tỷ rồi, nhưng mà chúng ta đâu có bán căn hộ đó. Khi căn hộ chúng ta lên 4 tỷ nhưng căn khác nó cũng lên 4 tỷ mà. Nên là đi theo cái thời gian những cái thứ đó. Tức là khi mà anh vay á để mua cái căn nhà như vậy, nó đi kèm là cái rủi ro của mình lớn hơn nữa. Tức là khi có những cái biến động về tài chính, biến động trên thị trường, biến động trên công việc của mình á, thì cái tự nhiên cái rủi ro của anh nó sẽ lớn, đi kèm nó lớn hơn. Cái sức chịu đựng của anh nó cũng lớn hơn. Cho nên là cái gì nó cũng có cái hai mặt. Cho nên là lúc nãy tại sao em phải định nghĩa lại cái gốc, cái chữ mà nợ tốt, nợ xấu nó không đến từ Việt Nam mà nó đến từ Mỹ. Nó đến từ phong cách của Robert Kiyosaki đó, nên là em muốn chia sẻ cho mọi người hiểu cái nguồn gốc của nó từ đâu ra và sự khác biệt của Việt Nam với Mỹ như thế nào. Nếu mà những người mà chúng ta, bởi vì em ví dụ như những người mà người ta khi người ta rất là am hiểu về tiền rồi, người ta có doanh nghiệp mà thứ mà người ta sử dụng sức đòn bẩy chính xác thuế, và luật Việt Nam có cái điều đó rất rõ ràng, chúng ta có lá chắn thuế thì khi đó chúng ta sử dụng đòn bẩy doanh nghiệp rất tốt. Nhưng mà khi chưa tới bước đó, ví dụ như một bạn khoảng 20 mấy tuổi, 30 tuổi, chúng ta chưa quá am hiểu về tiền, khoản tích lũy chúng ta chưa có nhiều, mà chúng ta sử dụng đòn bẩy sớm quá theo kiểu đó thì nó cái rủi ro nó mang lại em thấy là nó nhiều hơn rủi ro trong cả mặt về cảm xúc của mình, về trong cái rủi ro của cá nhân á, chứ chưa nói đến là cái rủi ro của mình. Như vậy thì Đức sẽ nói giải thích thêm một chút, nghĩa là trong cái khi mà tác động mà cái chuyện mà nợ, khi mà trong cái tình trạng là không chỉ là về cái mình vay đúng không, về cái giá trị về tiền mình phải trả lãi này kia, thì Đức thấy nó còn có những cái tác động gì khác nữa hay không, về mặt chẳng hạn như là về tâm lý, về cuộc sống các thứ này kia? Em nghĩ là rất rất nhiều đó. Ví dụ như là khi mà chúng ta nợ đó, nó sẽ sinh ra cho chúng ta những cái đầu tiên đó là cái có những cái nghiên cứu về khoa học rất là sâu về cái này. Nó cho thấy rằng là khi mà chúng ta nợ thì chúng ta sẽ hay bị đưa ra những cái, thứ nhất là chúng ta bị căng thẳng với áp lực về tiền. Khi căng thẳng với áp lực đó thì chúng ta hay bị đưa ra những cái quyết định hấp tấp. Em ví dụ khi một cái người, tại sao một cái người mà bình thường không sao, nhưng khi chúng ta chỉ mắc một số nợ nhỏ nhỏ thôi mà xong nó từ nợ đó nó sinh ra rất nhiều nợ. Bởi vì khi chúng ta bị một cái áp lực về tiền, về nợ đó, thì chúng ta là cái những cái quyết định đầu tư của chúng ta nó sẽ bị hạn chế, những quyết định chúng ta hạn chế. Vậy thì người ta phân tích là từ đâu ra? Đó là khi mà chúng ta, tức là cái gọi người ta gọi là cái cognitive, tức là cái xử lý của cái kiến thức của chúng ta đó, mà khi chúng ta bị áp lực bởi cái nợ vay thì cái khả năng xử lý đó của trong não của chúng ta nó bị giảm đi rất nhiều. Nên là chúng ta có xu hướng là mọi người hay chọn những cái phương thức, cái những cái quyết định mà nó mang tính chất rất là rủi ro. Nghĩa là
bị mất đi cái sự tỉnh táo đó, đúng không? Ừ. Đúng là mất đi cái sự tỉnh táo mà người ta đó thể hiện cái đó là cái xử lý trong não chúng ta đã bị mất đi cái đó, bởi vì do cái phần mà để phải xử lý cho cái áp lực từ nợ nó đã lớn lên, cho nên người ta mới hỏi là nó có một cái nghiên cứu thực sự đó là cái sự kém kiểm soát trong tài chính cá nhân nó dẫn đến nợ. Nhưng mà khi mà nghiên cứu ra thì thực sự đó là cái kém kiểm soát đó nó lại là hệ quả chứ nó không phải là nguyên nhân. Nó có là nguyên nhân nhưng mà nó là hệ quả nhiều hơn. Bởi vì chúng ta khi chúng ta có nợ, chúng ta bị áp lực về nợ, cái sự kiểm soát trong não chúng ta nó bị kém đi rất nhiều. Và bởi vì chúng ta kém kiểm soát đó nên nó dẫn đến những hệ quả khác, chúng ta ra những quyết định nó bị sai đi rất nhiều. Rất thấy rất rõ là ở trong chứng khoán, khi chúng ta sử dụng margin, chúng ta cũng ra quyết định trong chứng khoán nó khác hẳn một người nếu mà mua cái chứng khoán đó bằng tiền thịt của mình. Vậy thì cái thứ hai là nó dẫn đến những cái áp lực đó. Như vậy thì những cái relationship, tức là những mối quan hệ trong gia đình của mình, mối quan hệ vợ chồng, mối quan hệ ba mẹ với con cái, mà khi mà chúng ta có một khoản nợ đó nó ảnh hưởng lên rất nhiều. Và cái thứ ba đó là nó ảnh hưởng thẳng lên trên cái sức khỏe của mình. Bởi vì đương nhiên là khi mà chúng ta nợ một cái tới một khoản nợ nào đó, chúng ta hay bị căng thẳng stress. Mà căng thẳng stress thì nó tạo ra cái gọi là cái cortisol. Mà cortisol thì nó lại ức chế những cái thứ nó liên quan tới cái hệ đề kháng của cơ thể của con người. Nên là khi mà nợ nó ảnh hưởng rất rất nhiều của mặt khác của cơ thể của chúng ta. Đó là Đức nói là trong trường hợp là chúng ta chưa phải là một cái người thực sự là quá master về tiền, quá am hiểu về tiền để mà chúng ta sử dụng nó như một phương tiện, mà thay vì vậy nợ thông thường nó hay trở thành một người chủ của mình hơn. Đó là những cái hệ quả mà khi phân tích của một người của cho cá nhân đó thì em thấy là cái đánh đổi nó không đáng. Thực sự nó không đáng. Còn nếu mà khi sau này nếu mà chúng ta thực sự am hiểu về tiền, chúng ta lập ra những doanh nghiệp mà chúng ta dùng những cái nợ đó để chúng ta phát triển doanh nghiệp cái kiểu nó có lá chắn thuế và được bảo vệ bởi luật, thì cái điều đó em rất là đánh giá cao. Cái đó nghĩa là phía sau. Dạ, tại vì là cái cơ hội để mà sử dụng nợ, giống như mình nói là cái chuyện mà với cái công cụ đòn bẩy thì đúng, nó đòi hỏi là phải master nó, có nghĩa là mình phải nắm tất cả những cái khả năng, đúng không, và các cái gọi là các cái tính toán đấy. Mặc dù nó vẫn có những cái chuyện mà bất định, đúng không, nhưng mà mình phải am hiểu, mình phải master được đó thì mình mới dùng. Và nhiều khi nữa là cái cơ hội nữa, ví dụ như cái cơ hội nó đến, ví dụ những cái bạn mà thật sự mà kiếm tiền rất là nhiều trong cái 10 năm vừa qua đó, là thật ra là những cái bạn mà biết tận dụng cái thời điểm mà lãi suất nó thấp, giống như là ở Mỹ, châu Âu vừa qua, thật ra đấy là 10 năm gọi là hoàng kim đó. Dạ. Khi mà tiền lúc đó nó rẻ, mình không biết là cái chuyện mà tiền rẻ như thế thì đến khi nào nó mới xảy ra lại lần nữa. Nhưng mà có thể là bây giờ nó sẽ không bao giờ nó quay lại với thế hệ của mình nữa đâu, mình nghĩ vậy. Dạ. Nhưng mà biết đâu mình biết là sau này con cháu của mình cũng sẽ nhắc lại đến nó, là sẽ có một cái chu kỳ kinh tế mà tụi con để ý đi, đến một cái lúc nào đó mà một cái chu kỳ mà nó đến cái lúc gọi là tiền rẻ, tiền nhiều như thế, thì đấy là cơ hội trời cho. Thì mình, nếu mà mình có kiến thức rồi, mình có cái sự hiểu biết thì mình hãy tận dụng thôi. Tại vì mình cái đấy là mình không tận dụng thì cái đó nó cũng bốc hơi đi, hoặc là cái người khác người ta sẽ tận dụng thôi, người ta sẽ lấy. Yeah. Đấy, thì ví dụ như vậy. Nhưng mà mình nhìn thực tế ở thị trường Việt Nam hiện tại đó, cái tỷ lệ bị kẹp và lại bị đu đỉnh ở trên chứng khoán của những cái năm tiền rẻ của những năm 2020, 2021, và bây giờ rất nhiều người bị đu đỉnh trên đó. Hoặc là gần đây em có làm khai vấn cho một anh đó, tài sản là cả ngàn tỷ trong bất động sản. Nhưng mà bây giờ là ngồi trên cái đống tài sản đó và chết trên đống tài sản đó. Bởi vì tài sản của mình 1.000 tỷ nhưng mà bây giờ không thể bán được, vì nó đang vướng những vấn đề pháp lý, bởi vì dòng tiền nó bị kẹt. Dòng tiền kẹt thì pháp lý của nó cũng kẹt luôn, mà nó không ra được. Không có dòng tiền để tiêu dùng. Vậy thì cái bất động sản hiện tại của người Việt chúng ta cũng bị rất nhiều. Tức là cái thời kỳ này, cái thời kỳ mà như Taleb nói rằng là cái thời kỳ đó rất là extreme. Tức là mới cách đây khoảng 2 năm thôi, tiền của chúng ta cực kỳ rẻ, nhưng mà bây giờ tiền nó cực kỳ mắc. Ở Việt Nam chúng ta chưa thấy khủng khiếp bằng Mỹ, đúng không anh? 0.5% mà lên tới 5.5% là một cái rất rất khủng khiếp đấy chứ, trong vòng hơn 1 năm. Thì những cái bạn nào mà thật sự là cũng phải để ý về các cái cơ chế lãi suất nữa. Bên ha, Đức nói cái này thì mình mới để ý là ở Việt Nam của mình thì thường không có cái cơ chế lãi suất cố định ha. Ở Việt Nam của mình theo mình tìm hiểu thì thường là hay có cho ví dụ như cố định lãi suất 1 năm, 2 năm đầu gì đó. Sau đó thì là thả nổi theo biên thị trường rồi cộng trừ cái gì đó nữa, đúng không? Thì cái này cũng là cái khá là không có chắc chắn cho người đi vay. Ví dụ như bên đây mình biết thì lúc mà lãi suất nó rất thấp là mình fix luôn. Mình fix lãi suất nó thấp là mình chơi lãi suất cố định.
Đấy, rồi ví dụ như lỡ đâu mà mình vay cái lãi suất mà cố định nó cao đó, một số bạn mà vay lãi suất cao thì đến lúc lãi suất nó thấp đó, thì mình refinancing thôi, có nghĩa là Dạ đúng rồi. mình đảo nợ, mình Dạ. hoán chuyển cái nợ đó đi. Ừ. Dạ. Yeah. Cho nên Nói chung là là cái này nó cũng phải có cái sự tinh tế và có cái am hiểu chứ không phải là cứng nhắc được. dạ cho nên là bởi vì cái giáo trình tài chính cá nhân của chúng ta phần lớn đến từ Anh Mỹ, từ Úc, cho nên là nó phù hợp với lại những cái định định chế của bên đó, cái môi trường của bên đó, nên mà khi chúng ta sử dụng ở Việt Nam chúng ta không hiểu bản chất phía sau á, nó gây rất nhiều nguy hiểm, giống như cái anh Chí vừa chia sẻ đó, là ở Việt Nam chúng ta không có cái định chế nào mà cho anh fix được khoảng 10 năm 15 năm giống kiểu đó hết cả. Cho nên là vừa rồi của mình lãi suất tăng lên từ 6-7% cố định lên tới 21-22%, cho nên là tự động là chúng ta chịu không nổi, mà chịu không nổi. Mà anh Chí tưởng tượng nè, khi mà cái đợt vừa rồi đó mà khi ngân hàng họ bán, tức là khi mà lãi suất nó lên quá cao như vậy thì thứ nhất là cái người mua mới họ không dám mua, tức là cái cầu nó bị giảm đi rồi, Đúng rồi, mà thì khi giá nó giảm mà giá nó giảm mà đã vậy khi đó nhiều người không chịu nổi cái bất động sản thì phải bán ra nữa, cho nên nó đã thôi. giảm đã vậy ngân hàng lúc đó họ lại phát mãi ra, cho nên là giống như trong chứng khoán vậy, khi mà nó lao xuống xong là các công ty chứng khoán là cắt margin bán ra nữa, cho nên làm cho thị trường nó còn hoảng loạn hơn. Và chúng ta khi mà chúng ta vay nợ ở Việt Nam đó, nếu mà không thực sự hiểu đó, chúng ta bị cái, những cái hiểm nguy đó. Nên là lúc nãy em mới nói là cá nhân em thôi, ý kiến cá nhân em là ở trong những tình huống hiện tại mà ở Việt Nam mình mà vay ở trên của cá nhân đó, thì gọi là cũng có được đó, nhưng mà để mà đặt lên bàn cân với nhau giữa cái được và cái mất thì em thấy là cái mất nó quá nhiều so với ở trong hiện tại, nhất là đối với các bạn trẻ. Còn ví dụ như mà các bạn mà đã có tuổi một xíu, các bạn có doanh nghiệp, các bạn vững vàng trong cái ngành của mình rồi, thì nhưng mà em thấy Việt Nam á, phần lớn là sử dụng nợ vẫn hay kiểu là sử dụng nợ trên bất động sản. Và bất động sản thì những cái năm trước anh Chí nói đó, tiền rẻ tiền đồ chúng ta kiếm được, nhưng mà trong giai đoạn này thì chúng ta thực sự là từ giờ trở đi cũng tương đối là khó phép trong cái chuyện này. Mà anh Chí thấy không, vừa rồi có những cái chuyện là khi có vấn đề rủi ro xảy ra đó thì những cái nó đẩy hết lên trên cái người vay của mình, tức là khi vay ba bên đó anh Chí, những cái vấn đề vay ba bên vừa rồi của bất động sản với lại bên ngân hàng và bên bên mình đó, thì khi có vấn đề là rủi ro là nó đẩy hết lên cho chúng ta chứ ai. Ok, nhưng mà cái chuyện mà nợ trong cái tài chính cá nhân nó còn nhiều nữa chứ đâu có chỉ là cái chuyện mà vay để mà mua mua tài sản đồ này kia đúng không? Mình còn có những cái khoản vay khác, ví dụ nào là vay tiêu dùng rồi vay các thứ này kia nữa. Bây giờ thì mình nghĩ là có một cái câu hỏi cũng không kém phần quan trọng, đó là trong cái trường hợp mà nếu mà vay thì nên cân nhắc cái gì đúng không? Đặc biệt là đấy, ví dụ như mình có thể là vay, gọi là vay để mà mình tích tích lũy tạo tài sản đi, hoặc là cũng có thể là vay tiêu dùng đúng không? Thật ra thì cái chuyện mà vay tiêu dùng thật ra nó cũng không phải xấu hoàn toàn. Cái chuyện mà vay tiêu dùng thật ra thì nó vẫn có một cái góc độ nào đó, nó có cái giá trị tích cực ở cái chỗ này, nghĩa là giống như trong kinh tế học người ta có một cái khái niệm gọi là smooth cái consumption, đó làm sao cho cái tiêu dùng của mình nó được đều cả một cái thời gian dài nhất, chứ không có nghĩa là một cái giai đoạn thì quá thiếu thốn đúng không, mà phải nhịn rồi sau đó saving rất là nhiều, xong đến lúc có đủ rồi thì lúc đó là sẽ tiêu, nhưng mà lúc đấy thì nó lại quá nhiều đấy, trong khi đó thì giai đoạn đầu thì rất là thiếu, cho nên là thường nó sẽ có một cái nó gọi là làm cho nó smooth cái đó, nó đều đi, thì có thể là người ta vay trước. Mình lấy một cái ví dụ nhé, bạn đi làm, bạn cần một cái máy tính nó có cấu hình nó rất là mạnh, tại vì thật ra nếu mà cấu hình nó mạnh thì nó sẽ làm việc được tốt hơn đúng không, nó làm hiệu quả hơn chẳng hạn, như thế thì mình có thể vay để mà mình làm được cái hiệu suất thời gian nó tốt hơn, mình đỡ bị câu có trong lúc chờ đợi nó xử lý đồ này kia, ví dụ vậy. Hoặc là ở nước ngoài thì các bạn sẽ vô cái có cái tình trạng là mình có thể mình mua một chiếc xe nó không có quá là đắt, không có quá là đồ hiệu, nhưng mà nó an toàn, nó không có hỏng vặt, thì như thế là thay vì mình tiền của mình đang rất là ít nhưng mà mình vẫn hoàn toàn có thể mình vay thêm để mà mình có được một chiếc xe nó an toàn, tại vì chiếc xe đó mình đi làm hàng ngày, mỗi ngày mình đi cả 100 cây số thì những cái vấn đề về cái sự an toàn của mình như vậy là mình nên đầu tư đúng không, mình nên nên chịu chi tiêu, và có thể là mình chấp nhận là mình vay để mà mình trả, nhưng mà mình có được cái sự thoải mái trước nè, mình có cái sự an toàn trước nè, thì cái đấy cũng là một cái cân nhắc trong cái Dạ. môi trường. Vậy thì nếu mà nói cân nhắc đó thì em thử nhé, tức là mình cân nhắc xem là cái mình đang vay này ra để mình tài trợ cho tài sản hay mình đang tài trợ tiêu sản. Tức là cái thứ mà mình mua á, nó đang có phục vụ lại cho mình để trực tiếp hoặc gián tiếp để tạo ra thu nhập để trả lại khoản vay đó hay không? Hay là
thứ mà mình mua đó để nó mua những cái thứ mà nó làm mất thêm tiền nữa, bởi vì khi một cái tiêu sản nó lại sinh ra chi tiêu, bởi vì tiêu sản nó tạo ra chi phí nữa và chi phí nó lại làm mình mất thêm chi phí nữa, đó là vấn đề. Dạ. Cho nên là ví dụ anh Chí này, anh Chí nói là một cái laptop tốt, một cái xe tốt, rõ ràng là để nó phục vụ công việc của mình. Đúng rồi. Phục vụ công việc mình thì cái đó mình có thể cân nhắc, có thể cân nhắc, nhưng mà chỉ cân nhắc khi nào mà mình tính toán trong những khả năng của mình nó không có được. Mà ở Việt Nam mình có cái thú vị hơn nước ngoài anh chị. Đó là Việt Nam mình cái khoản mà để đi vay nợ của người thân mình nó dễ hơn. Thì nói thiệt với anh luôn. Cái Việt Nam mình đó, cái sự lá lành đùm đó đó. Lý do tại sao mà người Việt Nam mình đó, bán bảo hiểm vẫn chưa tốt được. Đó là một trong những tính tốt đẹp của người Việt mình. Ví dụ khi mà mai chay là thế nào cũng có phong điếu. Khi mà đám cưới thế nào cũng có phong bì. Khi mà trong làng xóm có người bị tai nạn gì đó là những người khác họ mỗi người tới giúp một tay, giúp tiền, giúp bạc. Mà bởi vì mọi người đùm bọc nhau rất là tốt như vậy, và những thế hệ đùm bọc nhau rất là tốt, cho nên là người ta ít để ý tới bảo hiểm nhiều hơn. Nhưng mà nó ngược lại thì trong cái vay cũng vậy. Trước khi mà chúng ta nghĩ tới chuyện là đi vay người ngoài á, chúng ta coi coi là chúng ta sử dụng được ở trong nhà, trong người thân, trong gì đó mà chúng ta không phải trả lãi không? Còn nhất là các bạn cái đó. Mà em thấy thông thường là cái parent bank á, là cái ngân hàng ba mẹ đó, em thấy nó hay sẵn sàng. Chúng ta cân nhắc cái đó. Nhưng mà chúng ta cũng đưa ra lộ trình, tức là ví dụ bố mẹ cho con vay thì mỗi tháng con trả bao nhiêu đây, con trả trong 6 tháng là hết cho bố mẹ. Đó. Thì mình phải chứng minh cái lộ trình của mình ra, tức là mình cân nhắc hết tất cả những yếu tố khác xem nó đã được chưa. Hoặc đôi khi anh chị cho công ty người ta cũng hay có hỗ trợ những khoản vay đó. Thì chúng ta coi cân nhắc hết tất cả những cái đó rồi thẳng nói chuyện là khi mà làm việc ở bên kia. Chính xác. Thì trong cái chuyện mà tài chính thì thật ra thì khi mà khoản vay đó thì vay cái nào mà nó có cái cost, đúng không, cái chi phí tài chính nó thấp nhất thôi, nếu mà càng miễn phí thì càng tốt, đúng không? Nói như trong tài chính nó gọi là OPM, nó gọi là tiền của người khác đó, all the people's money. Thì cái đấy nó gọi là chiếm dụng vốn chứ còn gì nữa. nhưng mà đấy là cái cách mà mình vẫn phải suy nghĩ, tại vì có những cái nguồn nào mà cái chi phí nó thấp nhất thì nên cân nhắc. Đức nói đúng đó, bên này cũng vậy thôi, khi mà mình đi làm thì trong doanh nghiệp các cái công ty công đoàn người ta cũng có những cái quỹ như vậy. Đấy, những cái chương trình hỗ trợ cho người lao động trong doanh nghiệp nó có những cái quỹ như vậy, mình phải biết. Đấy, chứ còn mình không biết mà chưa gì hết là đấy, mình cũng có những cái chỗ mà như Đức nói là ở Việt Nam của mình thì thường là thân, người quen trong gia đình, đúng không? Đó, thì đấy là những cái mà mình cần tìm hiểu trước. Nhưng mà nãy giờ anh em mình chia sẻ một cách là hơi tích cực. Là nãy giờ tích cực là mình chỉ nói về những cái khoản mà chúng ta rất là chủ động mà chúng ta vay. Nhưng mà thật ra cái khoản vay rất rất nhiều nó không phải đến từ chủ động, mà đến từ bị động nhiều hơn. Đó. Như vậy thì chúng ta thử xem, đi tìm thử xem là những cái nguyên nhân nào mà nó gây ra những cái nợ của chúng ta, tức là chúng ta trở thành nạn nhân của nó đó. Còn cái lúc nãy anh em mình thì nó rất là gọi là cái trường hợp nó rất là tích cực rồi, đúng không anh? Nhưng mà có nhiều cái thì nó không tích cực đến như vậy, thì mình thử xem là có những cái nguyên nhân nào mà nó gây đến những khoản nợ như vậy. Thì thường là nợ thì chắc là bởi vì mình không có khả năng chi cho một cái khoản nào đấy mình cần thôi, đúng không? Mà cái quay lại là giống như cái phần mà kế hoạch tài chính của mình hôm trước mình có nói đó, có nghĩa là bởi vì mình không có một cái khoản dự phòng, mình không có cái sự chuẩn bị, một cái khoản để dành. Đấy thì thường là bởi vì thiếu cái khoản đó đi, cho nên là khi mà phát sinh một cái khoản lớn thì mình không có, thì không có thì lúc đó thì mình phải vay thôi. Nó rơi vào cái tình trạng gọi là bị động. Đấy. Hoặc là ví dụ như là nhiều khi mình không kiềm chế được hả? Dạ, như vậy thì cái mà anh chỉ vừa nói, cái không kiềm chế được thì gọi là cái emotion pending. Chi tiêu bằng cảm xúc. Mà thật ra cái chi tiêu bằng cảm xúc này là cái yếu tố mà nó gây ra nợ rất lớn trong giai đoạn hiện tại. Nó gọi là cái chi tiêu mà không có suy nghĩ, nó gọi là impulse đó, có nghĩa là nhiều khi là hứng lên một cái thôi, đúng không, ức lên cái thấy kết quá chơi luôn. Mọi người thử xem một vài câu hỏi xem chúng ta có thuộc cái dạng đó là chi tiêu một cách mà cảm xúc đó hay không. Đó là có bao giờ mà chúng ta chi tiêu để mà giải stress, giải căng thẳng không? Kêu mày ơi hôm nay căng thẳng quá, stress quá, đi shopping với tao đi. Có bây giờ mà làm trường hợp đó. Hay là có bây giờ mà mình cảm thấy nó là phấn khích để mà mình phải mua cái gì đó, mua cái iPhone 15, rất là phấn khích để mình đi mua. Hoặc là có bây giờ mình mua một cái món hàng nào đó xong mình cảm thấy có một cái gì đó nó hơi tội lỗi, nó hơi sai. Hoặc là có khi nào mình mua một món hàng nào đó xong mà mình phải giấu cái món hàng đó cho những người thân của mình, ví dụ như là chồng mình hay bạn mình, bởi vì mình không dám khai ra. Mình khai ra là mình thấy là mình biết mình sai ngay từ đầu rồi. Mình có trường hợp đó hay không? Đó là cái trường hợp mà một vài câu hỏi để mình thấy. Hoặc mở cái tủ của mình ra xem
có cái quần, cái áo, cái gì đó nó còn nguyên cái name tag của nó ở trên đó không? Là chúng ta, đó là một vài cái mà chúng ta bị, và ở trong cái thời này chúng ta bị cái đó rất nhiều. Anh chị biết là nó có một cái nó xảy ra ở làng quê Việt Nam giờ rất nhiều anh chị, và ba mẹ em cũng có chứng kiến. Đó là những người lớn bây giờ hay có xu hướng là mua hàng online. Họ mua lùm tùm la những cái hàng online hết anh, bởi vì bây giờ nó rất là dễ. Ai cũng có smartphone hết, thế là lên cho nó mua trên Shopee, trên đồ mọi thứ mà mua. Anh tưởng tượng là cứ vài ngày là thấy có người đó họ tới giao hàng, vài ngày tới giao hàng. Wow. Đó là một cái vấn đề, đó là phần lớn chúng ta cũng giống như những người lớn họ bị, tức là họ thích cái cảm xúc được mua hàng hơn là cái món hàng đó. Không biết anh chị có bao giờ có cảm giác đâu, tức là khi mà chúng ta mua một món hàng đó, chúng ta thích cái cảm xúc chúng ta được mua. Vậy thì những cái người lớn tuổi ở quê đó, thông thường á, khi lớn tuổi họ về hưu rồi, họ không có một cái gì đó để mà họ gọi là bận rộn nữa, không có gì đó để mà gọi là con cái thì cũng lớn đi làm việc hết rồi. Vậy thì khi mà họ đặt mua một món hàng á, họ có cái cảm giác để được chờ đợi. Cảm giác được chờ đợi, cảm giác chờ đợi một cái món hàng gì đó nó mang lại cái ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Thế là phải là họ thành cái thói quen. Tức là mỗi lần đi lên tìm kiếm cái này, cho nên là có một bộ phận bán hàng lừa đảo họ toàn tập trung cho những người lớn tuổi này. Đó, thì cái này là cái dạng người ta gọi là chi tiêu ở mà dựa trên cái cảm xúc của mình, cảm xúc tức thì của mình đó. Đó là một cái nguyên nhân rất rất lớn mà gây ra những cái loại nợ của mình. Nhiều chứ, tại vì nhiều khi là không, mà cái này chắc là phía chị em nhiều hơn nha. Cái này xin lỗi trước, nhưng mà hình như là chị em thì shopping thì dễ giảm stress hơn, đúng không? Em nói thiệt với anh chứ, là ví dụ anh em đi, anh em trong tình trạng ví dụ thường anh em đi làm việc, anh em ít chi tiêu, nhưng mà anh em mình thử thất nghiệp ở nhà đi anh, là mình cũng sẽ có xu hướng chi tiêu nhiều hơn á. Biết có bao giờ anh Chí mà gọi là nghỉ gấp gì khoảng chừng vài tháng hàng năm không? Anh sẽ thấy cái đó là khi mà chúng ta căng thẳng stress á, chúng ta rất hay có xu hướng là chúng ta bắt đầu chúng ta mua sắm. Bởi khi mua sắm nó tạo ra hai cái hormone làm rất dễ chịu cho mình, là endorphin với lại dopamine. Nó làm cho mình dễ chịu hơn rất nhiều, tức là cái cảm xúc mua sắm nó mang lại, chứ không đúng. Phải là do cái món hàng nó mang lại. Đúng rồi, đồng ý. Và bởi vì cũng từ cái cảm xúc đó nó dẫn đến cái thứ hai là các dạng nghiện. Các thể loại nghiện, tức là nghiện mua sắm. Mà thật ra là trong cuộc sống mình á, mà chúng ta bị lệ thuộc vào bất cứ một cái thứ gì, một dạng bất cứ dạng nghiện nào thì nó cũng dở. Đúng rồi. Thì ví dụ nghiện xài điện thoại, nghiện smartphone nó cũng đã dở rồi. Nghiện thuốc, bia, nghiện đồ, thì trong cái nghiện mua sắm cũng là một trong những cái nghiện rất là kinh khủng. Workaholic có xấu không? Dạ. Workaholic nghiện làm việc đó. Em thấy cũng xấu đó, cũng xấu luôn rồi. Chắc cái nào. Như là anh hơi bị nghiện cái này. em thấy anh bay lần tốt, em thấy anh vẫn cân bằng. Thật ra là nói vậy thì anh đang cố gắng, nghĩa là anh cũng phải cố gắng. Sau thi anh phải cố gắng cái thời gian anh có cái vận động bù lại để nhiều. Ok, chắc là mình quay lại cái câu chuyện mà nợ đi ha. Đấy thì các bạn sẽ thấy rằng là cái chuyện mà tiêu dùng nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều rất là bởi tâm lý và mình không kiểm soát được. Thì Đức, cái kinh nghiệm của Đức hay là cái quan sát của Đức, có cái cách nào để mà hạn chế được cái này không? Hạn chế như thế nào anh hả? Hạn chế là cái chuyện là mình cứ mua theo bị cảm xúc á, mình rồi bị nghiện đồ này kia đó, để làm sao tránh cái trường hợp là mua theo cảm xúc đó mà mình không mua và không kiểm soát được cái chuyện mà mình mua, thì có cách nào không? Em nghĩ là đầu tiên chắc là mình cần phải bóc tách ra các nguyên nhân trước cái đã. Khi mình nhìn ra cái nguyên nhân, tức là mình nhìn ra vấn đề trước thì là lúc đó mình mới tìm được cái giải pháp phù hợp cho nó. Vậy thì cái đầu tiên á, tức là có rất nhiều cái nguyên nhân mà nó gây ra nợ, nhưng mà cái mà em phải khẳng định tất cả mọi người đó là cái nợ nó xuất phát từ cái vấn đề của cá nhân chứ nó không phải là vấn đề tài chính. Chúng ta thường hay nghĩ rằng là nợ nó là xuất phát từ vấn đề tài chính, cho nên chúng ta đi tìm những giải pháp tài chính để chúng ta giải quyết cái nợ. Và thực sự là chúng ta đã từng giải quyết được cái nợ đó, nhưng mà mọi người phát hiện ra là sau một thời gian mà chúng ta trả hết nợ, nợ nó lại xuất hiện lại. Sau một thời gian trả nợ, nợ xuất hiện lại. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nghĩ rằng là nó là vấn đề tài chính, nhưng hóa ra nó giống như là khi mà chúng ta bị sổ mũi nhức đầu á, chúng ta làm viên Panadol để con gen chúng ta quất vô, thì thật ra là nó gì, nó chỉ cắt cái triệu chứng cho anh thôi, tức là những cái căng thẳng và trả lãi trả đồ á, nó chỉ là những triệu chứng. Và khi mà chúng ta đi dùng những cái giải pháp về tài chính chúng ta giải quyết cái đó, nó không giải quyết được về gốc rễ của nó. Giống như là khi anh Chí bị nghẹt mũi mà anh Chí cứ cố gắng anh Chí hỉ mũi ra, thì hỉ mũi đó nó giải quyết cái nghẹt này một xíu thôi, nhưng cái nguyên nhân gây ra sổ mũi nó không phải là từ chỗ đó. Vậy thì ở trong 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 cái tài chính cá nhân, cái đầu tiên chúng ta phải hiểu được là
cái nợ của tăng tài chính cá nhân nó gây ra, đó chính là do cái thói quen và niềm tin của chúng ta. Trong cái thói quen và niềm tin của chúng ta nó gây ra tất cả nợ. Mọi người sẽ có một số người nói cái đất ơi sao lại nói như vậy được, bởi vì cái đợt này là anh bị bệnh, anh bị thất nghiệp, anh bị cái này, anh bị cái kia, bị tai nạn. Vậy thì chúng ta nghĩ là đó là gì? Do chúng ta bị thiếu cái lập kế hoạch. Chúng ta bị thiếu lập kế hoạch. Thứ nhất là chúng ta không có kế hoạch, cho nên chúng ta không có một khoản dự phòng khẩn cấp nào hết cả. Cái xác suất để mà chúng ta bị mất việc, cái xác suất để mà chúng ta bị bệnh, xác suất mà chúng ta bị tai nạn, những cái loại xác suất hay là ly dị, những xác suất đó trong một năm nó nhỏ. Nhưng mà trong cuộc đời chúng ta trong khoảng 40-50 năm, 60 năm nó không nhỏ thế nào. Vậy thì khi chúng ta lập cái kế hoạch dự phòng tài chính, một khoản dự phòng tài chính cho những khoản đó, hoặc có những cái mà khi mà nó phát sinh ra, những rủi ro khi nó phát sinh ra thì nó gây ra một cái gọi là cái ảnh hưởng về tài chính rất lớn chúng ta mà chúng ta không lường nổi. Rõ ràng chúng ta phải làm cái động tác rất giống nhau, chúng ta phải bảo hiểm cho nó. Em ví dụ khi anh chỉ chạy chiếc ô tô, mà lỡ ô tô đó mà nó gây tai nạn, và xác suất chúng ta chạy trên đường nó gây tai nạn là chuyện đó chúng ta đâu biết được. Vậy thì khi mà ô tô nó gây tai nạn, nó gây thiệt hại lên vài trăm triệu, mà nếu mà thiệt hại vài trăm triệu anh chỉ sẽ không chấp nhận nổi. Vậy thì chúng ta rõ ràng chúng ta phải chấp nhận là chúng ta biết một số tiền nào đó để cố định, vậy thì chúng ta mua bảo hiểm. Hoặc là ví dụ như là trách nhiệm dân sự với bên thứ ba, thì chúng ta mua bảo hiểm cố định để khi những cái sự kiện nó xảy ra chúng ta biết chúng ta chỉ mất số tiền bảo hiểm thôi, còn lại phần lại bảo hiểm nó lo. Bởi vì chúng ta thiếu cái lập kế hoạch cho nó. Ví dụ như chúng ta có thể bị thất nghiệp chứ. Thế mọi người đó, thì vậy thì chúng ta lập cái kế hoạch là chúng ta có khoản dự phòng tài chính khoảng chừng 10 đến 12 tháng. Vậy thì khi thất nghiệp chúng ta vẫn sống khỏe 10 đến 12 tháng mà chúng ta không phải lo cho cái đó. Hoặc mình nói là cái này anh gây ra nợ bởi vì do anh bị bệnh. Vậy thì trước đó anh biết rằng là bệnh tật là cái thứ nó có thể xảy ra, tai nạn xảy ra, vậy thì chúng ta lo cho chúng ta một bảo hiểm đi. Vậy thì chúng ta lo một cái bảo hiểm, vậy thì cái tính bảo hiểm đó chúng ta đã biết số tiền đóng bao nhiêu rồi, chúng ta tính toán trong năm rồi chúng ta đóng. Rồi chúng ta cố gắng chúng ta có thêm thu nhập hoặc là giảm bớt chi tiêu để đóng bảo hiểm đó. Vậy thì khi cái sự kiện xảy ra bảo hiểm nó lo. Vậy thì cho vậy thì cái yếu tố gây ra nợ do bên trong hay do bên ngoài cái cuối cùng vẫn là do chúng ta. Ở đây nó không phải là đổ thừa, nhưng mà bởi vì cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta cần giải quyết nợ đó là chúng ta phải nhận trách nhiệm về mình. Nếu mà chúng ta không nhận trách nhiệm nó về mình thì chúng ta chỉ đóng vai trò nạn nhân. Mà khi nào chúng ta đã còn đóng vai trò nạn nhân thì khi đó chúng ta sẽ coi như là nó không phải lỗi của mình, thì rất khó để mình giải quyết được nó. Không có kế hoạch cũng giống như chuyện chi tiêu, cái này cũng là kinh nghiệm của mình ha. Tại sao mà người ta mới nói rằng là cái shopping list nó rất là quan trọng? Có nghĩa là trong cái chuyện mà các bạn đi mua sắm đồ này kia, đi chợ đồ này kia đó, mình nên có một cái list mình mua những cái gì. Thật ra đó là kế hoạch đó. Tại vì khi mà mình không có một cái kế hoạch mà một cái list mình sẽ mua những cái món gì đó, thì thường là hay là mình sẽ hay mua ngoài cái danh sách đó rất là nhiều. đấy là chưa kể có những người còn đặc biệt hơn nữa là đã có cái list đó rồi nhưng mà đến lúc mua nó vẫn thừa trên ngoài cái list đó nữa, tại nhiều khi đi thấy hấp dẫn quá đúng không, thấy nó khuyến mãi một chút mình thấy là thì nhiều khi thấy nó rẻ mà mua, chứ không phải là bởi vì mình cần nó, cứ nghĩ rằng là mình mua bởi vì vậy mình tiết kiệm được bao nhiêu tiền, nhưng mà thật ra thì mình đâu có xài nó đâu, nhưng mà bởi vì mình thấy nó rẻ một cái giá quá hời, ví dụ như vậy. Thì cái đấy cũng là cái mà bởi vì mình không có một cái kế hoạch trong cái chuyện mà mình chi tiêu. Dạ. Như vậy thì khi mà mình biết ra những cái vấn đề đó thì vậy thì để mà giải quyết cái nợ thì cái đầu tiên là mình phải thấy được đó là gì? Mình phải xác định ra được cái nguyên nhân thực sự nó gây ra nợ của mình là gì? Nguyên nhân thực sự, và mình phải chấp nhận là cái nguyên nhân đó nó đến từ cái niềm tin và cái thói quen của mình. Và những cái kết quả tài chính của ngày hôm nay nó là cái thói quen của từng cái của ngày hôm qua. Và chúng ta phải xác định được cái điều đó cái đã. Đó là cái nguyên nhân gốc rễ, chứ nó không phải là nguyên nhân từ tài chính nào cả. Đó là cái yếu tố đầu tiên. Thì khi mà chúng ta xác định được nguyên nhân thì chúng ta bắt đầu chúng ta xử lý trên cái nguyên nhân đó của mình. Vậy thì một trong những cái xử lý đầu tiên, và em nghĩ rằng là mình đặt ra câu hỏi cho mình là lý do tại sao ngay từ đầu mà mình bị mắc vào nợ. Vậy thì mình hỏi là những cái hành vi, những cái thói quen nào của mình đó nó đã gây ra nợ cho mình ngay từ đầu tiên. Mình xác định ra nó để biết nó là cái gì. Thứ hai là mình đánh giá xem có thực sự là có một cái tình huống cụ thể nào đó mà nó làm cho mình bị cái vấn đề về nợ bây giờ hay không. Đó là cái câu hỏi thứ hai. Và cái hỏi thứ hai, câu thứ ba là tại sao chúng ta không dừng cái việc tích lũy thêm nợ khi mà chúng ta đã bị vô nợ rồi, để chúng ta phải tìm hiểu ra được nó. Và câu hỏi thứ tư đó là điều gì làm cho mình chưa giải quyết được những dứt điểm vấn đề về nợ trước kia. Đó là bốn câu hỏi để mà mình xác định được cái nguyên nhân gốc rễ trước đó của mình. Và Đức mong chờ là khi mọi người làm cái đó thì mình hãy nhận trách nhiệm 100% về mình. Bởi vì nếu chúng ta không nhận trách nhiệm hay nhận trách nhiệm đi chăng nữa thì kết quả nó vẫn như nhau.
kết quả nó vẫn là một. Cho nên là khi chúng ta nhận trách nhiệm, tức là chúng ta đang trao cho mình cái quyền để mình có thể chủ động giải quyết được nó. Còn nếu không, mình chỉ là nạn nhân của ai đó không thì mình sẽ không giải quyết được nó. Vậy thì một trong những cái mà em nghĩ rằng là mình cần làm được đó là mình lên cái kế hoạch anh chị. Tức là mình lập kế hoạch, tức là hôm bữa mình anh em đã chia sẻ với nhau đó, mình lập kế hoạch tài chính. Thì trong kế hoạch tài chính nó có hai cái thứ rất quan trọng trong để giải quyết cho nợ. Thứ nhất là lập ngân sách, tức là mỗi cái chi tiêu của chúng ta nó đều có, tức là mỗi tháng chúng ta có thu nhập đó, chúng ta đều đặt tên cho mỗi cái dòng tiền của chúng ta nó chi tiêu cái gì. Và việc của chúng ta là ở cuối tháng á, cái chi tiêu mà phát sinh không nằm trong kế hoạch của mình nó không được lớn quá 5% so với cái kế hoạch của mình đã lập ra. Những chi tiêu mà phát sinh mà chúng ta không biết luôn á, bởi vì phần lớn những nợ là do những chi tiêu mà chúng ta không tính toán trước. Đó, khi chúng ta lập kế hoạch, và trong cái lập kế hoạch nó chính là một cái phương pháp mà để chúng ta kiểm soát rủi ro. Bởi trong kế hoạch thì chúng ta biết là nó có những cái rủi ro nào gây ra nó có thể tạo ra nợ cho mình, thì chúng ta biết rằng là một vài cái chúng ta sẽ sử dụng được. Ví dụ chúng ta thiết lập một cái quỹ dự phòng tài chính cho mình từ 6 đến 12 lần thu nhập của mình, hoặc chúng ta bảo hiểm cho những cái khoản mà khi nó phát sinh chúng ta không có khả năng trả cho nó. Ví dụ khi chúng ta phải nằm viện mất vài trăm triệu, một vài tỷ, chúng ta không có khả năng trả cho nó, vậy thì chúng ta có khả năng trả cho bảo hiểm. Hoặc là khi tai nạn ô tô chúng ta không có khả năng để chúng ta bồi thường cho bên thứ ba, vậy thì chúng ta có bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Bởi vì bảo hiểm là số tiền chúng ta biết trước, mà cái nào biết trước là cái đó chúng ta kiểm soát được, còn những cái rủi ro khi phát sinh chúng ta không biết trước. Còn cái thứ cái quan trọng tiếp theo em nghĩ đó là do cái thói quen chi tiêu mua sắm của mình. Mà anh Chiến anh có để ý không, tức là một trong những cái thói quen chi tiêu mua sắm của chúng ta đó là chúng ta mua sắm vì người khác nhiều hơn là mua sắm vì chúng ta. Mình hay dùng cái từ đó là mình dùng những đồng tiền mình không thực sự có để mua những thứ mình không thực sự cần, để ấn tượng những người mà không thực sự quen. Cho nên là cái anh Chí có biết một cái nghiên cứu á, cái thẻ khi mà ta bước vô một cửa hàng á, ví dụ cửa hàng KFC á, một cái người mà cầm thẻ tín dụng có xu hướng xài hơn 30% so với người không xài thẻ tín dụng. Anh Chí có, đối anh Chí biết lý do tại sao mà khi chúng ta bước vô những cửa hàng chúng ta lại có xu hướng mà khi mà chúng ta không chúng ta xài thẻ tín dụng chúng ta có xu hướng xài nhiều hơn bình thường? Đó là những cái người mà chúng ta không quá giỏi về tài chính đó. Là vì thấy cái tiền mà mình cầm tiền giấy mình chi ra thì mình biết nó bao nhiêu, và mình cảm giác được là mình đo đếm được, mình còn biết. Còn nếu mà xài thẻ thì thường mình cứ nghĩ đấy, đâu biết là trong thẻ mình còn bao nhiêu đâu, mà chưa kể là mình được cấp hẳn mức tín dụng nữa. Đấy, cho nên là cứ quẹt thôi. Đây là cũng có cái lý do mà một số mình thấy, chẳng hạn như bên châu Âu này có nước Đức nè, mấy bạn bên Đức cũng hay xài tiền mặt lắm. Yeah. Nhưng mà kiểu khổ nổi bây giờ một số nước là nó ép dân nó là không có xài tiền mặt nữa. Dạ, thì một là lý do thuế ảnh hưởng, cũng có nhiều người bị ảnh hưởng đó. Dạ, một là lý do thuế, hai là lý do là cái nợ nó chính là tài sản của ngân hàng mà. Nên là ngân hàng nó rất là khuyến khích chúng ta sử dụng những cái đó. Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng thẻ tín dụng á, thứ nhất là chúng ta bị mất cái kết nối giữa cái việc mà cái gọi là cái sung sướng mà chúng ta có ngay bây giờ và cái nỗi đau mà chúng ta phải trả cho nó ở về sau này. Mà đã vậy, bởi vì khi mà chúng ta mọi người tưởng tượng là mình đưa cái thẻ tín dụng xong người ta trả lại cái thẻ cho mình và người ta đưa hàng cho mình cảm giác không có mất cái gì ở đây hết cả. Là một cái. Thứ hai là chúng ta không phải trả bây giờ mà 40, 45 hoặc 50 ngày sau chúng ta mới trả, cho nên nó có cái sự chiết khấu về mặt thời gian. Nên là chúng ta làm cái cảm xúc đó, chúng ta có xu hướng chúng ta mua nhiều hơn. Vì họ đưa lại cái thẻ cho mình xong họ đưa hàng lại cho mình, mình không cảm giác không mất cái gì ở đây hết cả. Và cái chuyện mình không phải trả ở đây mà là ông Đức của 40 ngày sau, ông Đức của 50 ngày sau mới trả, cho nên chúng ta có cái xu hướng xài hơn. Như vậy thì khi mà gặp những cái trường hợp đó, ví dụ như chúng ta đang có iPhone 13 mà chúng ta phải mua iPhone 15, hoặc là chúng ta đang chạy được chiếc Toyota rồi nhưng mà chúng ta phải mua chiếc Mac nữa, tức là chúng ta đang chi tiêu, tức là một cái ảnh hưởng rất lớn mà bây giờ mình bị, đó là chúng ta chi tiêu vì người khác. Vậy thì cái cách nào để mà chúng ta không chi tiêu vì người khác, đó là khi có hai cách. Cách thứ nhất đó là khi mà có những cái mà nó phát sinh, là những cái mua sắm mà phát sinh mà không nằm trong kế hoạch của mình á, thì chúng ta hãy gọi là hãy trì hoãn nó một tuần. Bất cứ một cái gì phát sinh, em ví dụ tự nhiên hôm nay phát thấy là Đức rất cần một cái máy ảnh rất là tốt để mà livestream với anh Chí để mọi người thấy đẹp hơn, thì ít nhất Đức phải đợi một tuần rồi sau đó Đức mới cân nhắc mua. Thì có thể sau một tuần đó Đức vẫn cân nhắc mua, thì có thể cái thời thứ đó cần mua thật, vì có rất nhiều thứ tự nhiên là mình hứng lên, mình thấy thích quá, cái cảm xúc mình lúc đó là mình mua liền. Đó là một. Cái thứ hai là chúng ta đặt câu hỏi là liệu nếu như không ai biết việc tôi mua cái sản phẩm này thì tôi vẫn mua nó chứ. Là nếu như không hề ai biết là tôi mua cái sản phẩm này thì tôi vẫn mua nó chứ. Câu thứ hai đó là nếu tôi không đăng cái điều này lên trên Facebook thì tôi vẫn mua nó chứ. Câu hỏi thứ ba đó là nếu món đồ đó bị hỏng thì có ảnh hưởng gì đến tôi hay không. Và câu hỏi thứ tư đó là
tôi có tin rằng, thật sự tin rằng là khi tôi sở hữu cái món đồ này thì nó sẽ mang hạnh phúc cho hơn cho tôi nhiều hay không? Bởi vì nó có một cái yếu tố rất lớn ở trong hiện tại mà báo chí và nhiều bên đó, họ đang promote, tức là theo kiểu là cái giá trị con người ta nó được quyết định bằng những cái đồ vật mà anh sở hữu. Tức là anh sở hữu một cái đồng hồ xịn, một cái xe xịn. Cho nên là chúng ta có xu hướng là chúng ta muốn thể hiện mình thì chúng ta phải có nhiều cái đồ vật nó có vẻ nó fancy. Đó người ta gọi là cái chúng ta thể hiện qua cái extrinsic stuff, tức là những cái đồ bên ngoài. Nhưng mà thật sự chúng ta để ý là những cái người mà thật sự mà họ phát triển đó, thì họ quan tâm tới cái intrinsic value, là đúng, cái giá trị thực sự của con người của mình. Còn cái đồ vật đó không phải là chúng ta không sử dụng đồ xịn, nhưng mà đồ xịn đó nó mang lại cho chúng ta cái sự tiện lợi, nó mang lại cho chúng ta cái chất lượng thực sự đi kèm, chứ không phải là chúng ta dùng cái đồ vật đó để nói có gì về bản thân của mình cả. Thì chúng ta vượt qua cái bẫy đó, mà cái bẫy đó thông thường những bạn trẻ rất hay bị. Và thật ra là Đức thì cũng đã từng bị, chứ làm sao mà chấp. Tôi nghĩ là đó là cái mà nó ảnh hưởng đến nợ cho mình nhiều. Cho nên là phải có một cái thời gian cân nhắc, đúng không? Ví dụ như là khi mà mình mua một cái gì đó, thật sự mà nó, thật ra cái này nhá, nó dành cho cái trường hợp là ví dụ một cái khoản tiền nó khá là quan trọng với mình đi, khá là quan trọng, thì các bạn hãy cân nhắc như thế này nè. Cân nhắc cái giá trị lao động của mình đó, các bạn hãy quy ra là nó là tương ứng với bao nhiêu ngày các bạn làm việc. Mình lấy ví dụ, nếu mà các bạn làm những cái công việc mà nó gọi là mức trung bình đi, đúng không? Ví dụ các bạn mua một cái món đồ, mình bởi vậy cho mình rất là ngạc nhiên khi mà mình mua một cái điện thoại iPhone thôi mà mình cũng cân nhắc rất là nhiều, nhưng mà thật ra nó chỉ là nhiều khi là chỉ có mấy ngày làm việc của mình thôi. Khi đó ở Việt Nam có thể là cả tháng làm việc, đâu phải nhiều khi cả mấy tháng làm việc của mấy bạn chứ. Nhưng mà mình thấy các bạn mua rất là dễ dàng, cho nên là ví dụ nó gọi là quan trọng hơn so với lại cái giá trị đó. Các bạn hãy so với cái giá trị lao động mình quy đổi cái món hàng đó, nó sẽ quy ra là bao nhiêu ngày các bạn phải làm việc. Các bạn hình dung đi, một ngày mình đi làm từ sáng đến tối, một cái ngày mà mệt nhất như vậy đó, mình kiếm ra bao nhiêu tiền như vậy, cái thu nhập của mình như vậy, và mình mua một cái món đồ như vậy thì nó có đáng hay không? Đấy, mình cần nhắc điều đó thứ nhất. Một cái lý do thứ hai nữa là mình chờ, mình coi thật sự là cái đó nó có phải vì mình hay không. Có nghĩa là mình mua cho cái tiêu dùng của mình hay không, hay là mình mua để mà mình ấn tượng, gây ấn tượng cho ai đó, hay là đấy, làm hài lòng ai đó bên ngoài. Thì hai câu hỏi đó là nó giúp cho mình đưa ra cái quyết định là chi tiêu nó sẽ hợp lý hay không, mà nó tránh cái chuyện mua không cần thiết mà mình còn phải vay nợ nữa. Dạ, em rất là cảm ơn với cái ý đầu tiên hay quá. Thực sự đó là chúng ta, thay vì chúng ta đong đếm cái hàng đó bằng số tiền, thì chúng ta hãy nghĩ tới chuyện đó là nó tương ứng với bao nhiêu ngày làm việc, bao nhiêu giờ làm việc của mình để mình ra được cái này. Và có một cái nữa là có nhiều người nghĩ rằng là nhỏ nhỏ thì không bao nhiêu, nhưng mà thật ra nhỏ nhỏ nó nhiều lắm nha. Cái này mình có một anh bạn đấy, vợ chồng người Tây nè, đó, thật ra thì họ mình quan sát xong mình thấy họ có vấn đề về tài chính, đó là họ rất là mua rất là dễ dàng, nhiều khi có những cái món đối với họ nó rất là nhỏ, nhưng mà thật ra khi mà nhìn lại thì nó nhiều lắm. Cứ một món ví dụ như 20-30 đồng, 5-10 đồng, mấy cái lắc nhắc như vậy, nhưng mà thật ra cái quá trình họ từ cả mấy chục năm nay của họ, là mình nghĩ là cái số tiền họ chi ra rất là nhiều cho những cái món nhỏ như vậy, mà nhiều khi xong rồi đâu có bao giờ đụng đâu. Đấy, cho nên là những cái món nhỏ như vậy và nó rất là nhiều. Có những cái nó không ra tấm ra món gì hết, nhưng mà nó cứ nhỏ, nhưng họ nghĩ là không sao, đúng không? Mỗi lần mua nhỏ như vậy, nhưng mà những cái mua mà cứ thích thì mua như vậy, thì thật ra cuối cùng lại nó rất là nhiều. Dạ, thì trong tâm lý người ta thể hiện mà cái cách mình làm một việc là cách mình làm mọi, cách mình làm cái nhỏ tức là cách mình làm cái lớn, mà nó tích tụ lại với nhau, nó rất là kinh khủng. Vậy thì khi mà đối diện với cái chuyện là nợ, thì bây giờ chúng ta nhìn một cái hình ảnh giúp mọi người rất là dễ nhớ vậy nè. Khi mà chúng ta bị nợ, tức là chúng ta đang bị rò rỉ đi cái tài chính của chúng ta đi rất nhiều đó. Thì mọi người hãy nhớ như vậy, hình ảnh mà khi chúng ta muốn giải quyết nợ, thì mọi người thấy là ví dụ khi cái xe chúng ta bị lủng, khi cái xe chúng ta nó bị xì bánh hết á, thì khi chúng ta đưa một người thợ phải làm cái gì? Khi mà chúng ta xem bị lủng bánh, ta bị gọi là bị xì bánh đi, xẹp bánh, đưa người thợ họ sẽ làm gì? Thì cái xẹp bánh nó rất giống như trong cái tài chính của chúng ta. Trước luôn, phải vá trước rồi sau nó mới bơm vô chứ. Cái người thợ đầu tiên họ phải làm đó là họ phải tìm ra nguyên nhân gây ra xì trước. Tức là họ tìm ra cái nguyên nhân gốc rễ gây ra xì. Ví dụ nó là do đinh gây ra, nó là do đá nó kẹt ở chỗ nào, hay là nó do là xì lỗ van, hay là nó do bị tét cái chỗ nào đó.
họ phải xác định cái nguyên nhân trước cái đã, rồi sau đó họ xử lý nguyên nhân gốc rễ đó. Còn nếu mà vô phát họ đây họ bơm lên thì rõ ràng nó lại xì tiếp, giống như cái chuyện là khi chúng ta thấy chúng ta bị nợ xong chúng ta trả nợ thì thế nào chúng ta cũng lại nợ tiếp nữa. Vậy thì chúng ta tìm ra cái nguyên nhân gốc rễ của nó, loại bỏ cái đinh đi, thấy chỗ này là do cái van, chúng ta phải xử lý cái chỗ gốc rễ đó trước. Vậy thì chúng ta tìm ra nguyên nhân gốc rễ của nó, và nhớ rằng là nguyên nhân gốc rễ của nợ luôn luôn đến từ cái niềm tin và hành vi của cá nhân. Sau đó là chúng ta xử lý cái gốc rễ đó của đó. Sau khi hết hai cái đó rồi thì chúng ta mới bắt đầu xử lý tới cái thứ ba, đó là giải quyết những cái triệu chứng của nợ. Tức là chúng ta đang bị cái nợ vậy thì chúng ta bắt đầu chúng ta trả nó như thế nào. Thì nguyên tắc đầu tiên thì chúng ta biết rồi, khi giải quyết đó là cái thu nhập của chúng ta phải lớn hơn chi tiêu, tức là dòng tiền của chúng ta phải dương cái đạt. Vậy thì chúng ta bóc nhỏ chi tiêu xuống, thu nhập của chúng ta coi có tăng được lên, hoặc là chịu khó làm tay trái tay phải gì ở đây được không. Lúc này chúng ta mới nói tới chuyện là trả nợ bằng theo phương pháp là gọi là núi lở, hay là phương pháp gọi là Hoàng Tuyết Lăng. Và theo cá nhân của Đức á, thì cái phương pháp Hoàng Tuyết Lăng nó phải sẽ tốt hơn cho mọi người về logic anh tí ha, về logic tâm lý, về mặt tâm lý. Đấy là đầu tiên thì người ta hãy nói là nếu mà có nhiều khoản nợ thì chúng ta sẽ gọi là chủ trương chúng ta trả những khoản nợ có lãi suất cao hơn trước. Bởi vì nó sẽ tiết kiệm cho chúng ta. Tuy nhiên phần lớn những khoản nợ chúng ta gây ra là do cảm xúc chứ không phải là do lý trí. Cho nên chúng ta trả nợ chúng ta cũng phải giải quyết dựa trên cảm xúc chứ không phải lý trí. Cho nên là cái phương pháp mà nghe nó có vẻ rất logic, đó là chúng ta trả những lãi suất cao trước, nó nghe rất hợp lý, thực hợp lý. Nhưng mà thực sự là chúng ta nên trả theo kiểu là phương pháp của Hoàng Tuyết Lăng, đó là chúng ta trả những khoản nợ nhỏ nhất trước. Để làm gì? Để chúng ta cảm thấy là ồ, chúng ta có tiến triển, là mình đã trả bước được một khoản nợ rồi. Dứt điểm. Đúng rồi, trả dứt điểm được khoản nợ này. 5 khoản giờ còn có 1 khoản, tức là mình thấy nó có cái tiến triển. Đó. Cái thứ hai nữa là gì? Khi mình trả dứt điểm một khoản nợ này thì cái lãi suất từ khoản nợ này biến mất luôn. Vậy thì chúng ta lại có cái khả năng khi mà chúng ta bị dính vô nợ phần lớn là do cảm xúc. Vậy thì cái phương pháp trả nợ nó cũng nên từ giải quyết từ cảm xúc của mình ra. Còn nếu chúng ta có một chuyên gia hỗ trợ với mình thì mình có thể sử dụng được cái phương pháp núi lở kia. Đó là chúng ta trả những cái khoản nợ mà nó có cái lãi suất cao nhất. Và liên quan đến cái chuyện nợ nữa thì có cái này chắc nhiều người bạn bị nè. Và cũng hay đặt cái câu thắc mắc này nè Đức, thì đấy có nhiều bạn nói bây giờ em đang có tiền, thay vì bây giờ em trả nợ hay là em lấy cái tiền đó em đầu tư. rồi em lấy cái lãi đó em trả lại nợ. Đức có gặp cái trường hợp này chưa nhỉ? Dạ, em thấy là cũng có tương đối nhiều người hỏi em câu này. Và khi em hỏi, tức là khi mà hỏi em câu đó thì em hỏi đầu tiên luôn luôn em hỏi ngược lại là lý do tại sao ban đầu mình mắc vô nợ. Và em nói thiệt luôn là phần lớn những cái người mà em coach á thì phát hiện ra một hồi là họ bắt vô nợ bởi vì họ không thực sự quá hiểu về tiền. Vậy thì khi mà chúng ta không quá hiểu về tiền, chúng ta không kiểm soát nó giống như một người hầu thân cận chúng ta đó, thì rất khó có chuyện đó là chúng ta chấp nhận một khoản nợ ở đây mà chúng ta lại dùng đi gọi là đi đầu tư để hy vọng là cái đầu tư đó nó có cái lãi suất cao hơn. Bởi vì em chưa nói gì hết, nhưng mà khi anh đầu tư một khoản nợ là cái áp lực anh lớn hơn rồi. Em ví dụ bây giờ anh Chí đầu tư bằng tiền thịt của anh Chí. Cái cảm xúc của anh Chí là em ví dụ chứng khoán nó có xuống, anh kêu anh để nó 5 năm 7 năm nữa cho vấn đề, anh thích con đó. Nhưng mà cái tiền này là tiền anh mượn của vợ anh, mà vợ anh nói là ok, vợ anh đưa cho anh số tiền này và cuối năm này Noel nhớ trả lại cho vợ anh nha. Anh đầu tư nó khác liền cảm xúc của anh khi ra quyết định. Cho nên ban đầu lúc này em nói đó, cái khoản nợ nó tạo ra cái gọi là cái nhận thức của trong chúng ta nó bị khan hiếm đi rất nhiều, nó bị sụt giảm xuống rất nhiều. Nên là chúng ta hay đưa ra những quyết định nó gọi là impulsive, tức là những quyết định mà nó mang tính chất bốc đồng. Nên là nó ảnh hưởng rất nhiều ở trong cái, mà chưa kể là khi cái đầu tư đó nó không đi theo hướng của mình đó anh chị, nó tạo căng thẳng rất nhiều. Hiệu ứng kép nữa chứ. Hiệu ứng kép nó tạo ra căng thẳng rất nhiều. Và thực sự bây giờ Việt Nam chúng ta rất nhiều người đang ngồi nóng lửa kiểu đó với bất động sản. Cho nên là với cá nhân em đó là chúng ta xác định cái nguyên nhân đầu tiên chúng ta tạo ra nợ đó, và nếu nguyên nhân đó đến từ cá nhân của mình và không phải chủ động ngay từ đầu á, thì Đức nghĩ là cứ có tiền cứ trả cho bằng sạch như cái đã. Chính xác. Và trong đầu tư em nghĩ á, chúng ta vẫn đi theo nguyên tắc đó là nhân và quả, tức là hôm nay chúng ta gieo để một ngày đó chúng ta gặt, hơn là chúng ta đi gặt trước rồi một ngày nào đó chúng ta phải trả lại nó. Thì cái đó chúng ta đi ngược lại cái phong cách của tự nhiên thì nó sẽ có rất rất nhiều thứ mà nó ảnh hưởng cho mình. Thì không biết đó là cả ý kiến của em, còn không biết là anh Chí thì không, cái này mình cũng rất đồng ý với Đức ở về mặt, tại vì thật ra là trong cái chuyện mà nói về tài chính cá nhân thì
mình rất là đồng ý cái chỗ nó nằm ở cái chỗ cá nhân thôi. Nó nằm ở cái chuyện mà mình có vượt được lên chính mình hay không thôi, mình có kiểm soát được mình hay không. Đấy, có những cái nó gọi là về mặt gọi là tính khí đó. Đấy, mình có kiểm soát được những cái tính khí đó của mình hay không. Đấy, những cái cảm xúc của mình, cái cách kiểm soát của mình, những cái hành động của mình. Đấy là mấy cái đấy mới là cái quan trọng. Mà trong khi mà mình còn đang gọi là tư tưởng không thông thì làm sao mà làm cái gì được, đúng không? Tư tưởng không thông thì cái bi đông mang cũng không nổi đâu. Có nghĩa là mình... cái tư tưởng không thông, dạ đúng rồi. Tư tưởng không thông thì không thông nổi. Câu này hay quá anh. Ừ, tại vì lúc đó là tâm lý, thứ nhất là phải vừa đang mang nợ, vừa phải trả nợ, mà lại còn phải ráng đi đầu tư để kiếm được một cái tỷ suất sinh lợi tốt theo kỳ vọng nữa. Dạ. Quá khó, quá khó. Dạ. Nên là cái chuyện nào là mình giải quyết dứt điểm cho cái chuyện đó cho nó xong. Đấy. Dạ. Ok. Rồi nhưng mà trong cái trường hợp mà mình quay lại cái câu chuyện này, ở đây các bạn quan tâm rất là nhiều trong cái chuyện mà vay nợ, đặc biệt là trong cái chuyện mà vay nợ tiêu dùng. Trong cái trường hợp mà cứ vay tiêu trả xong là nó lại đi vào cái chuyện mà lại vay tiếp. Có nghĩa là nó cái vòng nó cứ lặp đi lặp lại. Chúng ta là sản phẩm của thói quen mà. Đấy. Thế nào chúng ta phải lấy lại cái đó. Nhưng mà khổ một cái là khi đi lại đó và tới một cái thời điểm là cái tuổi của anh nó không cho phép anh điều đó nữa, nhưng mà anh không dừng lại chỗ vòng xoáy đó. Hoặc là một cái sự cố nào đó, một sự kiện nó xảy ra, ví dụ như chúng ta bị thất nghiệp, hoặc là chúng ta bị một cái tai nạn hay gì đó, thì tự nhiên cái đó nó sẽ lớn lên rất nhiều và nó nằm ngoài vòng kiểm soát của chúng ta rất nhanh. Và thật ra thì có những cái nó nhỏ lắm trong cái chuyện mà quản lý về chi tiêu, về đặc biệt là cái nợ này mình phải để ý nha. Nó dễ quay lại, và nó quay lại là nó dễ bị kiểu nó nôm na là giống như mấy người nghiện thuốc lá đó, nói là cai bỏ nha, bỏ xong đến lúc mà quay lại thì hút nhiều hơn rồi nha. Dạ dạ dạ. Là những cái người cố gắng nỗ lực kinh lắm, anh em mình chị em cũng vậy, có nghĩa là cố gắng giảm cân rồi cho body nó đẹp đồ này kia ha, ăn uống rất là kỹ càng, rồi sau đó thì đấy về được, có thể đạt được cái mục tiêu là giảm cân đồ này kia, nhưng mà bởi vì một cái phút bốc đồng nào đó thế là quay lại, đúng không? Và thường mà quay lại như vậy đó thì lại là mất đi cái sự kiểm soát luôn. Mất đi sự kiểm soát là lúc đó là cân nặng nó tăng lại 6 múi thì nó thành lại 1 múi. Bởi vì trong quá trình đó chúng ta kìm nén quá nhiều. Chúng ta kìm nén quá nhiều, chúng ta dùng cái kiểm soát chúng ta quá nhiều, chúng ta đè nén, mà cái gì đè nén thì cái đó nó cũng sẽ bung. Và đấy, khi chúng ta giải quyết á, chúng ta chỉ giải quyết, người ta gọi là chúng ta chỉ giải quyết cái triệu chứng thôi. Đấy, đấy, mà khi mà mình giải quyết cái triệu chứng thì cái nguyên nhân gốc rễ nó vẫn còn đúng ở đó. Dạ, thì thế nào nó cũng lặp đi, nó cũng sẽ xảy ra lại thôi. Nên là mình phải đi từ nguyên nhân gốc rễ. Cho nên nãy mình nhớ tới cái hình ảnh mà cái xe bị xẹp đó. Đó là mình phải tìm xem là lý do tại sao cái ban đầu làm cho cái bánh xe mà nó bị xẹp trước đã. Chính xác. Đấy, thì đấy là những cái điểm mà mình với Đức chia sẻ với các bạn về câu chuyện nợ trong cái tài chính cá nhân ha. Có nghĩa là có những cái lý do mà mình có thể bị vướng vào nợ nần, thì phần lớn chủ yếu đó là do mình không có một cái kế hoạch, mình bị rơi vào cái thế gọi là bị động, và mình cần có một cái số tiền, đúng không? Và như vậy là mình phải vay. Đấy, và ngoài ra nữa là bởi vì đấy cũng không có kế hoạch, là nhiều khi là mình chi gọi là quá tay, đúng không, gọi là chi quá tráng, chi quá tay, rồi có những cái mình không kiểm soát được, thì tất cả những cái đó nó sẽ làm cho mình vướng vào cái vòng xoáy nợ nần. Và để mà giải quyết được cái vòng xoáy nợ nần này thì không có cái nào hơn hết, đó là mình phải, cái đấy là cái vấn đề nội tại của mình. Dạ, đấy, trách nhiệm. Đó là cái vấn đề nội tại của mình phải tìm được cái nguyên nhân gốc rễ của nó xuất phát từ đâu, và mình giải quyết, mình giải quyết tận gốc rễ đó. Đó. Và mình giải quyết nó một cách gọi là không nôn nóng. Tại vì khi mà mình nén, mình ráng, mình nôn nóng thì nhiều khi là nó lại dễ bị một cái phút mà gọi là sơ sẩy, đúng không, chủ quan một chút thì nó rất là dễ bị quay lại trong cái chuyện đấy. Đấy. Yeah. Và xử lý nợ là nên dứt điểm. Không nên nghe nhờ. Ừ, đấy. Thì đấy là những cái câu chuyện về nợ trong cái tài chính cá nhân. Dĩ nhiên mình cũng nói thêm là trong cái tài chính cá nhân thì nó vẫn có những cái khoản nợ mà mình nói rằng là có những lúc mình có thể sử dụng nó, nhưng mà sử dụng nó với một cái cách rất là thận trọng, có nghĩa là mình hiểu được nó, mình nhìn được hết tất cả những cái hai mặt của con dao hai lưỡi đó, mình phải kiểm soát được nó thì mình hãy xài, còn nếu không thì nó thật sự là nó rất là nguy hiểm ha. Rồi.
Chắc là mình cũng sẽ dành thêm thời gian cho câu hỏi của các bạn Đức Dạ, ha. cũng bạn đang xem ở trên YouTube hoặc Facebook thì cũng rất thông cảm giúp Đức với lại anh Chí, tại vì anh em thì đang ngồi trong phòng của Quickcom, cho nên là bởi vì cái dễ đọc của tin nhắn của Quickcom, cho nên là tin nhắn của Facebook nó hay bị trôi, mà nhất là khi mà đang live á, thì nó trôi hết thẳng luôn mà không có thể coi lại được, khi mà hết live nó mới coi được. Nên là nếu mà có anh chị các bạn mà có chào Đức, anh Chí mà hai anh em mà không lúc đó không chào lại hoặc là không có trả lời cái đó thì mọi người rất hết sức thông cảm giúp Đức nha. Ok, có đúng rồi, tại vì mình đang ở trong Quickcom mà. Thì cái có một cái câu hỏi này là các bạn hay hỏi này Đức, đó là cái chuyện ví dụ như còn trẻ đó thì mình nên cái chuyện mà vay mua nhà, cái này các bạn quan tâm rất là nhiều đấy. Thì có nên sử dụng tiền vay đó đúng không, để mà đòn bẩy để mà mua nhà hay không, rồi có nên, có một bạn còn hỏi là có nên là đảo nợ hay không refinancing, thì hình như là nãy Đức trả lời rồi đúng không, cái câu một Dạ, hình như là... nhưng mà em nghĩ yếu tố này chắc là anh em mình phải làm một cái đề tài khác đó anh, tại vì trong đó chúng ta cần phải tính nhiều toán lắm, nhiều yếu tố khác. Dạ đúng rồi, chính xác nhiều yếu tố khác về cái chuyện được và mất ở trong đó nữa để chúng ta ra chính được cái đáp án. Nhưng mà ý là tức là đó là cái tính toán, tức là một cách rất thận trọng, tức xác. là tiếp cận theo kiểu logic, nhưng mà tiếp cận theo kiểu của tài chính mà nếu mà chúng ta còn rất trẻ đó, thì theo cái cá nhân Đức đó thì mọi người hãy, tức là chúng ta đang đừng đốt cháy giai đoạn trong cái tài chính của mình, thì ở cái đoạn này đừng đừng vay nợ khi mà chúng ta còn rất trẻ ở Chung lý đoạn hả? Nghĩa là này. ở trong cái môi trường ở Việt Nam thì nên 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 tích lũy hả? Theo Đức á. Chúng ta đúng là chúng ta đặt cái mục tiêu ra, chúng ta tích lũy, và chúng ta tích lũy theo kiểu ngoài cái chuyện tích lũy tài chính, chúng ta hãy tích lũy cái vốn cá nhân, cái mà hôm bữa anh em mình nói rất rất nhiều, đó là cái khả năng nó làm ra tiền của chúng ta, để sau đó một cái độ tuổi nào đó, ví dụ khoảng chừng 28, 29, chúng ta có thể cân nhắc là chúng ta sử dụng những cái đòn bẩy rất mạnh từ doanh nghiệp để chúng ta phát triển cái thu nhập cao hơn. Thì khi đó chúng ta có thể mua được tài sản. Em ví dụ anh chị ha, chúng ta mua một cái xe đi anh. Mua một cái xe, thay vì nếu bây giờ cá nhân Đức mua một cái xe đứng tên của Đức thì Đức phải chịu tất cả các loại thuế phí. Và hàng tháng, hàng năm Đức vẫn phải trả các loại tiền xăng, tiền dầu. Nhưng nếu khi Đức có một cái doanh nghiệp mà Đức mua cái xe đó dưới dạng của doanh nghiệp Đức thì Đức vẫn chạy gia đình Đức bình thường. Đức vẫn chạy gia đình Đức bình thường, mà tất cả các loại phí tổn từ xe đó Đức đều đưa hết cho doanh nghiệp, hoặc thậm chí là gì, Đức khấu hao cái xe đó cho doanh nghiệp của Đức luôn, Đức khấu hao cho 10 năm và cái xe Đức vẫn chạy được, mà nó có rất nhiều cái lá chắn thuế trong đó mình sử dụng được đó. Thì cái ví dụ đó là một vài cái, ví dụ như ngay cả mình mua một cái căn 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 nhà hay gì đó cũng vậy, đôi khi nó có nhiều cái tác tích mà mình có thể sử dụng được của mình cân nhắc. Nhưng mà ý là cái chuyện đó là em vẫn tin vào cái chuyện đó là gieo và gặt, tức là mình hãy làm theo đúng cái thứ tự tự nhiên, đó là mình hãy gieo trước rồi đến một ngày đó mình gặt, hơn là cái chuyện là mình gặt trước rồi sau đó mình mới bắt đầu mình đi trả cho cái đó của mình. Thì em nghĩ là nó rất là khó, bởi vì bản thân mà nó đùa đùa, khi mà chúng ta sinh ra đời á, chúng ta đã nợ nhiều lắm rồi, chúng ta nợ nhiều lắm rồi, chúng ta nợ tất cả mọi thứ rồi, mà chúng ta lại nợ thêm nữa thì cái ngày để mà chúng ta trả nó khó lắm, nó vô tận lắm. Thì cái chắc là để mình phải có một buổi riêng để chia sẻ về cái chuyện là cân nhắc Đúng của anh. rồi, cái chuyện câu chuyện file file refinancing này kia nó cũng là phức tạp lắm chứ không phải đơn giản đâu, tại vì chuyển gọi là đảo nợ này kia nó nhiều khi có những cái chi phí ẩn mà các bạn không biết được, nhưng mình nếu mà mình không tính hết là cũng cũng chưa biết thiệt hơn đâu. Nhưng mà thật ra đảo nợ Việt Nam gần như rất khó anh chị nha. Em ví dụ như cái đợt vừa rồi mọi người đồn với nhau là BIDV cho đảo nợ 6%. Nhưng mà em hỏi anh nè, khi mà đảo nợ, ví dụ giờ anh đang có một ngôi nhà, Và sản đảm anh đang tài sản đảm bảo đó, khi đảo nợ họ đấu cho anh đảo nợ trên tài sản đó, anh phải có bảo một tài sản khác nữa, anh phải ừ có một tài sản khác nữa thì anh đặt vào đó thì họ mới cân nhắc để cho anh đảo. Nhưng mà khi anh phải thanh toán khoản nợ bên kia, bởi vì khi anh trả thanh toán xong thì những cái khoản PTI DSA nó trả về bình thường rồi, tức là những chỉ số về nợ nó trả về rồi, nhưng chưa chắc là họ đã duyệt cho anh cái khoản kia, chưa kể là các loại chi phí ngầm. Chi phí ngầm ở trong đó tức là chi phí bên trên họ nói là 6%, nhưng chi phí ngầm ở dưới đó là một chuyện. Chuyện thứ hai là ở Việt Nam chúng ta nó chỉ cố định cái vay này cho anh nhiều lắm là khoảng 3 năm thôi. Rồi sau đó họ xả, khi mà họ xả ra thì em nói thiệt với anh luôn là cái đợt vừa rồi mà năm 2021, 22 mà khi mà họ xả cái tín dụng là họ tăng lên đó, họ tăng chóng mặt luôn anh chị. Tức là từ khoảng chừng 6-7% họ tăng một phát lên 20-21% luôn trong một thời gian cực kỳ ngắn. Mà chúng ta đỡ đâu có kịp nổi với cái phần đó. Nên là mấy cái yếu tố này là những cái mà rất là nguy hiểm, nhưng không phải là nó refinance nó không đơn giản như ở nước ngoài. Chính xác. Rồi, ok, bây giờ chắc là mình sẽ Đức coi thử bên bên chỗ Đức các bạn có hỏi câu hỏi gì không? Các bạn ở bên đang xem ở chỗ mình cũng có thể cho đặt câu hỏi ha, mình coi mình nhìn qua một chút xíu. À, có một bạn nào hỏi chút xíu về
cái này nó vĩ mô quá, nó hơi ngoài topic thì chắc là để một cái chương trình khác đi. Rồi. Hỏi về lãi suất ở Mỹ. Nên là cái Đức chia sẻ là khi mà mọi người đọc những cái tài liệu của nước ngoài, những cái mà về tài chính cá nhân được dịch ra đó, mọi người cũng hiểu cái bối cảnh thực sự để họ ra những cái khuyên nó như thế nào. Chúng ta đừng áp một cách đi vào máy móc vô Việt Nam của mình và nó sẽ gây rất nhiều nguy hiểm của mình. Bên em thì nãy giờ tại vì cũng có nhiều nhiều cái chat cho nên là nó bị trôi, mà trôi thì hiện tại đang live cho nên là em không lấy lại được cái chat chat trước đó, thì cho nên là không biết hiện tại các chị các bạn mà đang có gọi là xem á, thì không biết là có câu hỏi nào thì có thể đặt ngay bây giờ giúp Đức được không ạ? Thì ngay bây giờ Đức mới nhìn được, Đức mới thấy được. Xin chào anh Bảo Trung, chào Thắng, chào Minh Trang, chào Vinh nha. Rồi, thì các bạn ở trong đang ở trong phòng Quickcom hoặc là ở trên YouTube hoặc trên Facebook đó, thì có câu hỏi thì đặt giúp bây giờ giúp Đức với, tại lúc nãy thì nó trôi cho nên là Đức không kéo lại được. Nhưng mà một cái kinh nghiệm là thật sự là trong cái chuyện mà các bạn để ý, đặc biệt là các bạn ở nước ngoài vay cái tiêu dùng là phải hết sức thận trọng. Tại vì thường là các cái khoản tiêu dùng thật ra thì cái lãi của nó cao hơn đó nha, chứ không phải giống dạ, đúng rồi. Cái lãi phí ẩn. Phí ẩn nó cực kỳ kinh khủng đó anh chị. Chính xác, cho nên là cái này là một cái mà các bạn cần tìm hiểu. Đương nhiên ví dụ trong cái trường hợp là thật sự nãy mình nói đó, ví dụ thật sự là mình cần cho một cái khoản chi tiêu nào đó đúng không, mình rất là cần, và nó ví dụ như tính toán là nó mang lại cho mình những cái lợi ích nào đó nữa, thì lúc đó mình cân nhắc, chứ đừng có phải vì mình vay bởi vì mình chỉ thấy nó lãi suất nó thấp thôi, không phải. Dạ, vì ở trong đó anh Chí tưởng tượng là em đã từng code cho khách hàng của em mà khi nhìn trên hợp đồng họ ghi là lãi suất là 20%, nhưng mà khi em tính toán ra nó lên tới 87%, anh Chí tin không? Bởi vì không phải là ai cũng am hiểu về tài chính để mà tính toán cái thực sự đó ra, mà từ 20% nó ra tới 80%. Chính xác. Cái chuyện đó đang xảy ra ở Việt Nam mà rất nhiều. Kể cả cái chuyện mà một số bạn không biết là vay tiền nóng đó, vay tiêu dùng cá nhân này kia, thì mình phải xem xét lại là mình có kham được hay không cái khoản lãi đó hay không nha. Còn mà trước khi đó nữa thì đương nhiên là mình phải tìm các cái nguồn khác, đúng không, các cái nguồn khác để mình coi, giống như nãy Đức nói là ngân hàng này kia quen biết gì đó, ở Việt Nam nó dễ, cho nước ngoài khó lắm, khó mà mượn tiền người khác, cá nhân mang cái tính chất là cá nhân lắm, kể cả ngay cả trong gia đình đấy, thì mình sẽ cân nhắc các cái nguồn nào để co cái chi phí vay, cái chi phí mà mượn đó nó thấp nhất có thể, và để ý những cái chi phí ẩn. Đấy. muốn nhìn cái hệ quả của vay nó gây ra cho những cái hành vi của mình rất dễ, tức là mình đi ra ngoài đường mình nhìn những cái tiệm cầm đồ, anh chị, phần lớn tiệm cầm đồ Việt Nam là đều có kèm theo là bán xe máy, tức là cái tâm lý người ta rằng là khi chúng ta cầm một số tiền nào đó là vài bữa chúng ta chuộc lại, nhưng không, chuyện nó không đâu. Bởi vì cái hành vi chúng ta nó gây ra nợ đầu tiên, nên khi chúng ta đi cầm cái đó một thời gian chúng ta sẽ không có khả năng chúng ta chuộc, và chúng ta sẽ mất luôn cái tài sản đó. Cho nên là ở Việt Nam là cứ cầm một thời gian là mất tài sản, cầm là mất tài sản, cái đó mới thực sự là tại vì nó có những cái điều khoản rất là lắt léo ở trong đó, mình phải để ý, ví dụ như là nó có một cái thời hạn, ví dụ như bình thường thì lãi suất đấy, nhưng mà chỉ cần quá hạn một cái thì qua một ngày khác thì cái lãi suất nó khác liền. Dạ. Và chưa kể là rất nhiều khoản vay hiện tại anh là lãi suất của nó phát sinh theo ngày. Tức là người ta tính lãi suất theo tháng nhưng mà cái nó kép theo ngày. Dạ. Nên là nó kép theo ngày, hoặc là đôi khi là tính theo năm nhưng mà nó tính theo tuần hoặc tính theo tháng. Thật ra anh đọc hợp đồng vay nó có rất nhiều loại hợp đồng như vậy. Nó tách ra cái lãi suất ngầm của nó rất kinh khủng. Hoặc em ví dụ như người ta cho anh vay 10 triệu bạc 20, tức là người ta khi mà đưa 20 triệu là người ta ngắt râu 2 triệu ngay tức. Vậy thì lãi suất quanh bây giờ đâu phải là 20% nữa. Khác liền. Đúng rồi, số tiền thực sự anh vay nhá chỉ có 80 triệu thôi đó, nhưng mà khi mà chúng ta không để ý những đó thì chúng ta không hiểu. Đó, mà cái khổ cả là khi mà cái rò rỉ này nè, nó rò rỉ rất nhanh. Nó rò rỉ rất nhanh và ảnh hưởng đến rất nhiều thứ khác, mà nó ảnh hưởng luôn cả cái thu nhập thực sự của chúng ta luôn, ảnh hưởng đến công việc. Đồng ý. Ê, có một bạn nhắn mình hỏi là cái chuyện cơ hội việc làm này kia, thì cái này nó lại ngoài scope mất rồi, ngoài cái scope cái này là chắc là lại phải một cái buổi khác đi ha. Chăm hỏi. Dạ, đó thì những bạn nào hỏi cái chủ đề mà nó ví dụ như hay hay trong ngày hôm nay nhé, là tài chính cá nhân và cái chuyện nợ, câu chuyện nợ xung quanh tài chính cá nhân. Đấy.
Thì nãy giờ bởi vì anh em đi theo một cái logic từ ngay từ đầu đó, thì cái đoạn này tại vì nó là cái đoạn để chuẩn bị trước khi mà chúng ta phát triển, thì chúng ta phải lắp lại những cái khoảng hỏng của chúng ta, tức là những cái khoản mà đang làm nó cái tài chính của chúng ta nó bị chảy đi ở những cái chỗ mà chúng ta không đáng có đó. Thì đó là cái logic mà anh em đang đi với nhau. Nhưng mà trong một số trường hợp chắc là hỏi chuyện học này mình nói luôn là thật ra thì ở bên nước ngoài thì, và bây giờ nhiều bạn cũng có cái chuyện là coi một cái khoản vay đó là khoản đầu tư, cái đó là lại là khoản khác, đúng không? Ví dụ như mình vay để mà mình học đại học, đúng không? Vay học để mà mình học một cái chương trình gì đó, đầu tư cho cái nghề nghiệp của mình, thì cái đó phải là vay tiêu, và cái đó là mình phải xác định đấy là một khoản đầu tư. Mình mà khi mà mình đã vay để mà mình học, hoặc là mình vay để mà mình làm cái gì đó, thì mình phải tập trung vô cái chuyện đó, tại vì cái đấy là cái kết quả đầu tư của mình mà. Vay để tạo ra tài sản. Đấy, chính xác. Vay để tạo ra tài sản thì cái đó là cái thứ mình có thể cân nhắc là có thể vay hay không. Khi biết rằng là vay để tạo ra tiêu sản thì mình biết là tiêu sản đó không chỉ là lúc đó nó mất của mình, mà sau đó nó sẽ làm mất dòng tiền của mình bằng lãi suất. Chính cái thứ mình mua đó nó gây ra thêm chi phí nữa. Khi mà chính cái thứ, ví dụ mình mua một chiếc xe để mình chạy cho oai chứ không phải phục vụ công việc của mình, cái xe đó nó mất chi phí của mình hàng năm nữa. Đúng rồi. Nó sẽ làm cho cái tài chính của mình nó lại càng rò rỉ mạnh hơn. Đấy. Ok, chắc là còn không thấy các bạn đặt câu hỏi gì nữa nha. Vậy chứng tỏ là những cái bạn mà tham gia với mình là không ai có nợ hết, đất ơi, vui quá. Dạ đó. Mà cái nhóm của mình nó bị bias rồi. Là đó là cái điều. Những người là... những người nợ thì lại không tham gia. Còn những người không có nợ thì lại tham gia. cái sample này nó bị bias rồi. Không, điều đó tuyệt vời chứ. Đó là cái mà khi mà mọi người cũng nhận diện được nó, nhận diện được nó thì cũng tránh xa được nó, cũng là cái điều tuyệt vời. Đấy, khi mà sử dụng nó thì sử dụng một cách thông minh. Đấy, vừa nói xong là có bạn Quốc Anh nói rồi đấy, may quá là cũng đã qua. Đấy, các bạn tỷ nợ, tỷ lệ nợ còn 0% nữa kìa, quá tuyệt vời. Nếu mà tỷ lệ nợ thấp mà lại có khoản tích lũy thì em nghĩ là đâu đó chắc là khoảng năm sau anh em mình ngồi đi lượm dép cũng nhiều, hơi nhiều đồng chưa biết đó. Đức ơi, nhiều khi anh em nhiều khi anh em ở trong này toàn là chủ nợ không nữa đó. Thật. Đấy, có nghĩa là ở một cái góc độ khác là chủ nợ nữa, nhưng mà thôi, chủ nợ gọi là sao ta, cũng hiền hiền nha, chứ không phải là chủ nợ kia nha. Ok, cũng đúng. Đức có chia sẻ một cái là cũng do kinh tế chung khó khăn nên mọi người cũng ít nợ, tức là cái sự tự tin của mọi người nó giảm đi. Khi cái sự tự tin giảm đi thì mọi người cũng có ít có xu hướng là mình mượn nợ hơn. Ok, vậy thì rất là tuyệt vời rồi. Thì ở đây là mình hôm nay là lượng gọi là những người nghe của mình ở trên Kitcom, trên Facebook cũng như trên YouTube là những cái người mà gọi là không có nợ hoặc là chủ nợ. Cho nên là một vô đây mục đích là nghe để xem là thấu hiểu là cái nỗi lòng của con nợ nó như thế nào. Rồi sau đó là sử dụng những cái chiến lược anh em mình chia sẻ để mà chia sẻ lại cho con nợ của mình. Để mà em có cái lộ trình trả nợ cho chị, cho anh, cho nó tốt. Đó cũng là một chiến lược rất là tuyệt vời, đúng không chị? Có nghĩa là nhiều khi mà con nợ nó nợ mình nhiều quá là mình lo hơn nó nha. Thì đó, ta nói là khi mà anh nợ ít á thì anh phải quỳ lại ngân hàng, nhưng mà khi anh nợ rất nhiều thì ngân hàng nó phải quỳ lại anh chứ. Tại vì mình lỡ cho vay mạnh tay quá, mình cho vay nhiều quá, bây giờ đi mà đi gọi là để không bị rơi vào tình trạng nợ xấu, các con nợ của mình mà cũng phải có biện pháp, đúng không? Dạ, Donald Trump đó, ông phá sản 3 lần nhưng mà mỗi lần phá sản đó là ngân hàng phải o bế ổng là mọi thứ. Nhưng mà tất cả bên đó họ đều biết được là Donald Trump ổng có cái vốn cá nhân rất là mạnh. Nên cái chuyện của ổng là thời gian ổng sẽ lấy lại. Và cái yếu tố là ở nước ngoài họ có được cái luật phá sản cá nhân. Ở Việt Nam chúng ta rất dễ bị biến từ cái khoản nợ cá nhân thành ra luật là một cái tội hình sự. Đó là cái tội chúng ta lợi dụng tín nhiệm để mà chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Thì cái tội đó rất nhanh là bị biến từ dân sự thành hình sự. Nên là cái yếu tố đó là yếu tố chúng ta cũng phải rất cân nhắc khi mà học những cái bài học về tài chính của nước ngoài. Nói là chúng ta sử dụng nợ để làm A, B, C, D này. Đó. Cũng cẩn thận ha. Dù như mọi người để ý, Robert Kiyosaki, ông vay những cái nợ của ông là vợ là cố định 20-30 năm rồi để ông hình thành những cái đó. Bởi vì khi ông vay nợ để ông mua cái căn hộ, thì cái dòng tiền từ căn hộ đó ra là lớn hơn cái khoản vay của ông trả rồi. Đó là cả những cái mà cân nhắc, chứ không phải là chúng ta học cái bài đó xong chúng ta về Việt Nam xong là đụng như ngân hàng đây nó đặt cho lãi suất 20-mấy% thì lúc đó thì nó thiệt, lúc đó là ngồi thở oxy á.
Ok, cảm ơn Đức. À, có một bạn hỏi là khi nào thì cái nợ nó ảnh hưởng theo cái nợ kép, lãi kép. À, thì cái này là nợ, để ý đó là nợ quá hạn. Ha, mình đầu tư đó thì nó gọi là lãi mẹ đẻ lãi con, nhưng mà cái này là nợ mẹ nó cũng nợ, nó đẻ nợ con nữa nha, có nghĩa Nó là nhanh hơn, nó đẻ nhanh hơn thằng kia nó nhiều. đẻ nó còn kinh khủng nữa, có nghĩa là lãi suất quá hạn. Nên các bạn trong trường hợp mà mình vay tiêu dùng và các khoản vay mà cái điều khoản mà về tín dụng này kia phải hết sức để ý Một cái phần thời nữa điểm trả, đúng rồi, cái thời điểm ân hạn nợ nữa, các thứ cái thời điểm đó là mình phải để ý, tại vì qua cái đó rồi thì lúc đó đó là cái nợ mới đó nó sẽ cộng vô trong cái nợ cũ đó, cái này là nó đẻ tới cháu chắc chích gì luôn, nó kinh lắm đấy, cho nên dạ. mình phải để ý. Mà chưa kể là mình mà chỉ cần ví dụ như mình bị chậm hơn 10 ngày thì mình Yeah. đưa nợ xấu thôi thì mình sẽ bị lóc lên CAC, mà Đấy. một khi tên mình đã lên CAC rồi thì tối thiểu phải 5 năm chúng ta sẽ Mới không xóa làm việc, được. Đấy, không được, tối thiểu là 5 năm, đó là may mắn nha, còn không thì nó nằm ở trên đó. Mà khi đã đưa lên nhóm nợ nhóm 3 rồi thì đưa qua ngân hàng khác, là sau này thực sự chúng ta muốn tức là sử dụng nợ để cho những cái gọi là rất là tốt của doanh nghiệp chúng ta mọi thứ, mà khi lòi cái tên chúng ta ra CAC chúng ta còn không vay được. Đó là khi mà chúng ta thực sự chúng ta dùng nợ để mà làm đòn bẩy mà chúng ta kiểm soát được thì lúc đó chúng ta mất cơ hội để làm việc với các tín dụng mất rồi, cho nên là cái đó là cái mà chúng ta cũng phải hết sức lưu ý. Thẻ tín dụng cũng là một cái thứ mà nó rất dễ gây ra nợ mà ngoài cái mong muốn của mình đó anh chị. Đúng rồi, tại vì nhiều khi mình chi tiêu mình quên thôi, quên cái ngày để mà mình trả, hoặc là đến lúc đó cái mình lại có một cái khoản chi khác nó hụt đi, đúng không? Và cái lương, ví dụ chẳng hạn thu nhập tiền lương về cuối tháng nó lại không khớp, nó chỉ cần lên matching cái thời điểm nó bị lệch một cái thôi là nó cũng đã khác nhau rất là nhiều rồi. Mà nó tính lãi suất là nó tính từ lúc anh phát sinh cái giao dịch đó, chứ không phải là nó tính từ cái lúc anh bị trễ hạn đó Đúng nha. rồi, đúng rồi, Và đúng rồi. Tại vì anh khi vay, từ thời điểm anh chi tiền mà. đúng rồi, từ thời điểm chi tiền chứ không phải là từ cái thời điểm mà anh bị trễ hạn đó, cái đó là mình phải tính toán. Mà ví dụ như là cái chu kỳ sao kê trước của anh Chí là đang là anh nợ 30 triệu, xong là cái chu kỳ giữa này nó chưa ra sao kê đó anh đang nợ 20 triệu, vậy thì khi anh bị quá hạn là anh phải trả một lần là trả 50 triệu luôn thì nó mới dừng lại. Còn nếu không anh chỉ trả 30 triệu của sao kê trước thôi thì 20 triệu kia nó vẫn tính lãi ngoài quá hạn. Mà lãi quá hạn của thẻ tín dụng thì cứ nhẹ nhẹ nó cũng phải ba mấy phần trăm. Nó rác lắm, nó vừa phạt mà nó vừa tính cái lãi đó nữa. Cho nên là cái đó mọi người cũng phải hết Ok. sức lưu ý. Có một bạn hỏi là nợ bao nhiêu phần trăm thu nhập thì đảm bảo an toàn tài chính, nếu mà an toàn là 0% đúng không, không có nợ. Nhưng mà thật ra thì tùy cái khoản nợ, ví dụ như là thường người ta sẽ tính, ví dụ như là ví dụ mình vay cho cái mục đích gì, ví dụ như là mình vay mục đích là có cái tài sản đảm bảo hay không, hay là không có tài sản đảm bảo, thì lúc đó người ta sẽ cân đối vào trong cái thu nhập của mình. Ví dụ như một cái tỷ lệ, mình lấy một cái ví dụ là thường là cho thuê nhà thì thường là nó sẽ cho mình vay tối đa cái khoản mà lãi mình trả và tiền gốc luôn đó, nó chỉ 1/3 thôi trong cái thu nhập của mình đấy. Rồi sau đó thì nó sẽ coi lại là mình trả cái đó rồi thì mình còn cái khoản vay tiêu dùng của mình nữa nó còn được bao nhiêu. Ví dụ mình đã trả ra thì tự nhiên cái room, nó gọi là cái room đó, cái room tín dụng của mình nó tăng lên lại thì nó cho mình vay cái đó, còn nếu mà hết room rồi thì nó không cho. Thế thôi, đấy là các cái tổ chức tài chính nó tính toán như vậy. Nó hay tính toán trên dựa cho hai số là DSA và DBA, là Debt Service Ratio với lại Debt Burden Ratio. Đó, nó tính trên cái nợ, trên cái tổng nợ, trên cái thu nhập của mình, cái khả năng trả nợ. Nên là đúng là nếu mà thật là an toàn là không nên có. Có bạn đây, đúng rồi đúng rồi, có bạn còn có một bạn trả trí trả lời là cảm ơn. Đó, lãi là tối đa là 65% thu nhập theo hệ số DTI DTI đó. DJI. Có bạn còn hỏi là chia sẻ kinh nghiệm là trả tiền internet trễ còn bị phạt kìa. Đấy thì những cái đó là phải phải để ý đúng không, những cái khoản gì mà mình trả đúng định kỳ. Ôi cái này có nha, ôi nợ, thật ra nhiều cái nợ này kể mới vui nè, có nhiều bạn bị phạt mà cái này là của chính phủ nha, ví dụ như là cái phiếu đậu xe phạt chạy quá tốc độ hay cái gì đó mà quên trả chết luôn. Những cái gì mà liên quan đến chính phủ thuế đồ này kia đó để ý nha, phải trả đúng hạn nha, tự nhiên mà qua cái ngày một cái là nó tính theo cái mức hệ số khác luôn. Ví dụ như Chung tranh mình thôi. đậu xe ẩu bình thường là trả 35 ơ, trong 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 hình như trong 30 ngày là phải trả 35 ơ, quá 30 ngày đó đi một phát là nó sẽ lên thành 90 ơ, dã man không đấy. Cho nên là những cái khoản mà trả cho chính phủ đồ này kia cũng phải trả đúng ngày, chứ trả trễ là nó đưa qua cái mức gọi là cái mức major, là nó tính theo cái mức nhiều hơn đó.
đấy. Cho nên là thực ra là an toàn đó, nó chỉ an toàn đó là mọi người đang dùng những cái chỉ số của các tổ chức tài chính họ đưa ra trong chỉ số an toàn, để tức là an toàn để họ có khả năng cho vay và khả năng trả nợ của mình. Còn trong cá nhân nó cái an toàn đó nó không không phải mình tính cái kiểu phần trăm như kiểu đó được đâu. Rosie có hỏi là làm sao để đòi nợ hai thầy, thì nó thẳng câu á, trong cá nhân á thì hạn chế cho mượn nợ là tốt nhất. Bởi vì cái vấn đề là gì anh chị? Chúng ta khi mà chúng ta cho mượn nợ, chúng ta dễ mất luôn cả tiền và mất luôn cái người mà chúng ta cho mượn. Chính xác. Thông thường cái người mà chúng ta cho mượn nó phải là những người bạn bè, những người thân ta thân tính. Lúc khi mà, lúc mà cho mượn là đã nghĩ đến cái tình huống là không đòi rồi nha. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta không chỉ mất tiền, chúng ta mất luôn cái mối quan hệ đó đó. Cái đó mới là cái thứ mà mất nhiều. Thực sự là như vậy. Ok. Các bạn cũng hỏi là vay à, cái này thì nó hơi khác một chút xíu. Vay để đầu tư, để có dòng tiền này kia đánh giá thì có nên có vay hay không? Thì vay hay không thì cái này nó giống như trong tài chính doanh nghiệp đầu tư, mình coi cái return của mình, cái return trên vốn của mình, nó gọi là ROC hoặc là ROIC, nó phải lớn hơn cái chi phí vốn thôi, vậy thôi. Cái return nó lớn hơn cái cost. Ví dụ như chi phí của mình vay đi, cái chi phí vay của mình là 10%, nhưng mà ví dụ như là cái dòng tiền và cái tỷ suất sinh lợi dự án của mình lúc đó thì nó cover được, đúng không? Nó lớn hơn cái return của mình, có một cái độ trừ hao trong đó, có cái đã tính cái gọi là có cái margin rồi, biên an toàn đó. Thì ok, nó lớn hơn thì mình làm. Nhưng mà trong cá nhân đó, chúng ta phải cân nhắc một cái điều đó là ngoài cái return of investment, tức là cái lợi tức đầu tư, chúng ta còn phải tính tới hai yếu tố nữa. Đó là cái rủi ro nó gây ra cho cái tài chính cá nhân của chúng ta. Và cái rủi ro đó nó gây ra, tức là cái gọi là cái cost của cái cảm xúc của mình, là cái gọi là cái chi phí cảm xúc của mình nữa khi mình làm khoản vay. Bởi vì doanh nghiệp á, chúng ta hoạt động theo kiểu công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, chúng ta được bảo vệ bởi luật pháp và mọi thứ nó rất là rõ ràng. Nhưng mà với cá nhân, khi chúng ta chịu trách nhiệm vô hạn vào khoản vay đó, vậy thì khi chúng ta vay như vậy, chúng ta bị cái chi phí về lúc nãy mà anh em phân tích đó là về cảm xúc rất nhiều. Vậy áp lực rất nhiều, và khi có những cái thứ nó chở chiều chúng ta ở trong đó, cái chi phí đó chúng ta phải tính vào, chứ không phải là tôi không tính vào được. Cá nhân nó khác ở doanh nghiệp ở khác đó, khác đó. Tại vì ví dụ doanh nghiệp thì các bạn lập ở dưới cái tình trạng là công ty hữu hạn, trách nhiệm hữu hạn, nó chỉ chịu trên cái số vốn đó thôi, thì nó khác. Ví dụ như là declare là cái gì đó, không thông báo phá sản là xong cái doanh nghiệp đó thôi, xóa cái doanh nghiệp đó, lập doanh nghiệp khác, ví dụ vậy. Nhưng mà còn cá nhân là khác, cá nhân là cái trách nhiệm gọi là vô hạn. Đúng rồi, trách nhiệm vô hạn, và nó gây ra cái cảm xúc. Và cái cảm xúc đó nó gây ra một cái biến động dây chuyền trong cái mối quan hệ của mình, rồi trong gia đình, trong rồi những thứ xung quanh, rất rất nhiều đó, chứ nó không phải là đơn giản đâu. Nhưng chúng ta phải cộng cái đó vào nữa. Ok. Rồi. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, có một bạn hỏi là thời gian vay nợ mua nhà như thế nào là hợp lý. À, cái này thì nó cũng tùy mỗi hoàn cảnh khác nhau nha. Đấy, thật ra thì cái thời gian vay càng ít càng tốt, và cái nữa nó cũng phụ thuộc vô cái thời điểm là lãi suất nữa, đúng không? Cái lãi suất thời điểm mình vay nó là thấp hay cao, rồi cái nữa là cái thu nhập của mình, đúng không? Và cái khả năng mà cái cơ hội mình xài cái vốn, cái tiền của mình nó có cao hơn hay không. À, thì đấy là nhiều yếu tố. Rất nhiều yếu tố. Em ví dụ là anh, thay vì anh vay 25 năm, anh vay 10 năm, như vậy thì cái số tiền anh trả gốc còn tháng nó lớn. Đúng rồi. Ngoài số tiền tháng nó cao thì nó đụng vô là cái thu nhập của anh á, ví dụ nó đang chiếm tới khoảng chừng 60-70%, đã từ chối hồ sơ luôn rồi. Chính xác. Đó. Nguy hiểm. Là ở Việt Nam thì vay mua nhà tối đa là được 25 năm. Nhưng mà 25 năm trẻ là đối với những bạn rất trẻ thì chúng ta mới được 25 năm. Còn lại thì quan trọng là khi chúng ta mua nhà là chúng ta phải có lộ trình trả nợ ngay từ đầu rồi, và lộ trình đó nghĩa là không được quá 5 năm. Nó có nhiều cái factor, nó có nhiều cái yếu tố để mình coi là cái số tiền mình trả hàng tháng nó có vượt quá cái ngưỡng của mình hay không. Thường là các bạn sẽ tính toán theo, nó có một cái công thức chung thôi, nhưng mà cái này là cái nguyên tắc gọi là 331 đó, cái tỷ lệ đó, thì mình coi lại cái phần các bạn search thêm trên internet, nó có cái nguyên tắc là 331. Đấy, thì mình tìm hiểu cái nguyên tắc mua nhà. Đấy. Ok. Rồi, ôi, vậy là chắc là mình cũng vừa thời gian đó nha, đúng không? Quá thời gian mọi khi rồi đó anh. Hơn tại mình trễ 15 phút so với lại các bạn một chút xíu, lúc mà trục trặc 15 phút đầu. Nhưng mà mình cover cho các bạn rồi. Ok, thì đấy là cái episode 5 hôm nay ha. Mình với Đức chia sẻ với các bạn về câu chuyện nợ và trong cái tài chính cá nhân của mình. Nói chung là túm váy lại, đúng không? Là không nên có nợ. Làm chủ nợ thì được. Ok, và như vậy thì
và khi trả nợ. Đức nói gì đi à? Ý là và khi mà chúng ta đã mắc nợ thì chúng ta trả nợ thì chúng ta hãy xác định ba yếu tố. Đầu tiên đó là chúng ta luôn phải nhận trách nhiệm của khoản nợ đó về mình, cho dù đó yếu tố chủ quan hay khách quan gì đi chăng nữa. Thứ hai đó là chúng ta là cái yếu tố đầu tiên là mình sẽ xác định xem là cái nguyên nhân gốc rễ của nợ đến từ đâu. Và nguyên nhân gốc rễ của nợ luôn đến từ cảm xúc, luôn đến từ cái niềm tin và cái thói quen của chúng ta nhỏ nhặt hàng ngày. Cái tiếp theo đó là chúng ta khi mà xác định được nó thì chúng ta trị từ những nguyên nhân gốc rễ trước. Rồi sau đó thì chúng ta mới trị trên những cái, tức là chúng ta mới có những cái lộ trình trả nợ, tức là sử dụng ở trên cái triệu chứng của nó. Đó là cái mà mọi người hình dung lại cái lúc mà chúng ta bị xì bánh xe thì bao giờ phải tìm là nguyên nhân xì bánh xe đó đầu tiên đến từ đâu đã. Và chúng ta giải quyết cái nguyên nhân đó trước, rồi thì lúc đó mới nói chuyện là chúng ta bơm vá xong rồi chúng ta bơm lại. Ok, yeah. Cảm ơn Đức rất là nhiều. Và mình cũng thông báo cho các bạn, đúng không, cái chủ đề tuần tới để cho các bạn nắm được, để các bạn có thể chuẩn bị câu hỏi. Thì tuần tới mình sẽ với Đức sẽ dự kiến nói về cái câu chuyện là risk management, quản trị rủi ro trong cái tài chính cá nhân. Nó có những cái yếu tố bất định nào trong cái tài chính cá nhân mà nó có thể thay đổi cái kế hoạch của mình, ảnh hưởng đến kế hoạch của mình, đúng không? Và cũng như là cái cách để làm sao mà mình thường mình dùng cái từ nó gọi là giảm thiểu, đúng không nhỉ? Giảm thiểu rủi ro, làm sao mà mình giảm thiểu được những cái chuyển giao nó hay làm gì đó. Có những cái cách để mà mình làm giảm thiểu rủi ro, mình quản trị rủi ro. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Như vậy thì đấy, chúc các bạn ở Việt Nam chắc là bây giờ là good night được rồi nha. Good night. Ok, và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong tuần tới nha, cũng 9 giờ, 9 giờ tối giờ Việt Nam. Cảm ơn anh Chí rất là nhiều. Hôm nay cái buổi chia sẻ rất là thú vị, rất là bổ ích. Cá nhân em cũng được học thêm rất là nhiều cái ý tưởng rất là tuyệt. Always luôn mình cũng vậy, mỗi lần trao đổi với Đức thì mình cũng học thêm được nhiều cái điều mới, và ngay kể cả câu hỏi của các bạn nữa, khi mà các bạn hỏi như vậy thì tự nhiên mình biết thêm một cái góc cạnh mới. Dạ, thì cũng cảm ơn cả các bạn đã giao lưu ở trên Facebook, YouTube như Bitcoin ở đây. Thì cũng mọi người cũng thông cảm, tức là bởi vì khi anh em đang ở trong phòng Bitcoin, nên là khi mà mọi người chat hay là chào gì đó trên của Facebook hay YouTube mà anh em không chat hay không chào lại liền, thì đó mọi người cũng rất thông cảm cho hai anh em phần đó. Và cũng rất mong đó là nếu mà chương trình nó có cái gì thú vị, mọi người cảm thấy nó mang lại giá trị cho mình, thì hãy lan tỏa cái giá trị đó bằng cách là mình chia sẻ những cái link của Bitcoin, link của YouTube hay là link của Facebook cho những cái bạn bè, người thân của mình, để họ có vẻ vững vàng tài chính hơn. Tại vì đây là cái thời kỳ mà em nghĩ là nó cũng cái sự vững vàng tài chính là cái yếu tố rất là quan trọng anh chị ha. Ok, dạ. Rồi, tạm biệt mọi người nha, cảm ơn. Rồi, xin chào. Dạ, chào cả nhà, cảm ơn anh chị, cảm ơn Bitcoin.